Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 126. Nói đoạn, anh vẫy tay với người trong tranh. Những người đó như đang sống vậy, thi nhau nhảy ra từ bức tranh. Nhạc công tấu nhạc, người đẹp uyển chuyển múa, các cậu bé bưng đến đủ loại cao lương mỹ vị cho Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên, cảnh tượng rất sống động. Chu Thanh Nghiên cười nói, tranh này tuyệt thật. Ngô Bình hỏi, Thanh Nghiên, em thấy tặng bức tranh này được chứ? Chu Thanh Nghiên đáp, tuyệt vời ạ. Ngô Bình vừa nhìn cô ấy vừa nói, Thanh Nghiên, tuy thể chất của em rất tốt, nhưng e rằng chưa phải là tốt nhất trong số môn hạ của sư tổ Quảng Thành. Chu Thanh Nghiên trả lời, dĩ nhiên rồi, sư tôn có 800 đệ tử, em xếp hàng giữa thôi. Ngô Bình bảo, không được, người phụ nữ của Lý Huyền Bình này phải vào 10 hạng đầu tiên. Chu Thanh Nghiên liếc mắt nhìn anh, tư chất đã như vậy, em có thể làm gì được chứ? Ngô Bình nói, anh có một món bảo vật, bây giờ em vào đó, anh sẽ giúp em trở thành thánh nhân, chân vương. Chu Thanh Nghiên kinh ngạc, giúp em thành thánh nhân và chân vương ư? Huyền Bình, anh không phải đang nói đùa đấy chứ? Ngô Bình cười bảo, không đùa đâu, em mau vào đi. Sau khi đưa Chu Thanh Nghiên vào xào huyệt, anh lập tức sử dụng năng lực của xào huyệt để cải thiện tinh thần và cơ thể của Chu Thanh Nghiên. Chưa đầy nửa ngày, Chu Thanh Nghiên đã thành công thăng thành chân vương. Nửa ngày nữa trôi qua, cô ấy đã có tư chất của thánh nhân. Ngày thứ hai ra khỏi xào huyệt, Chu Thanh Nghiên vui mừng khôn xiết, cười nói, Huyền Bình, em cảm thấy mình sẽ nhanh chóng đột phá, tiến đến cảnh giới của đại đạo quân. Ngô Bình bảo, hôm nay là ngày đại thọ, anh sẽ đi cùng em. Chu Thanh Nghiên cũng đang có ý này, bèn mỉm cười gật đầu, được. Đạo trường của sư tổ Quảng Thành nằm ở một lục địa lơ lửng trong vũ trụ, tên là Thanh Châu. Diện tích của Thanh Châu tuy không bằng đại lục Hồng Hoang nhưng vẫn vô cùng rộng lớn, có cả triệu cả tỷ người dân sinh sống. Thanh Châu vốn là một mảnh vỡ còn sót lại sau khi một vũ trụ nào đó sụp đổ, được sư tổ Quảng Thành luyện hóa thành Thanh Châu. Với sự chỉ dẫn của Chu Thanh Nghiên, Ngô Bình nhanh chóng tìm ra lục địa này giữa muôn nghìn ngân hà. Lục địa này được bao quanh bởi một lớp sương mù, bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đến gần lớp sương, Chu Thanh Nghiên kích hoạt thẻ thân phận trên người, phía trước liền mở ra một con đường. Cả hai bay vào đó. Băng qua con đường sẽ đến một mảnh đất phúc động thiên ngập tràn linh khí. Nơi này ánh nắng rực rỡ, phong cảnh độc đáo. Chu Thanh Nghiên nói, đạo trường của sư tôn là tầng thứ ba của Thanh Châu. Đây là tầng thấp nhất. Dứt lời, Chu Thanh Nghiên dẫn Ngô Bình bay lên cao. Bay được hơn nghìn dặm, quả nhiên đã đến tầng 2 của Thanh Châu. Người dân sống ở đây hầu hết đều có tu vi, còn thành lập nhiều môn phái. Bay lên thêm 3.000 dặm nữa là đến tầng cao nhất của Thanh Châu. Khung cảnh ở đây hơn nứt những tầng dưới, một tòa cung điện nguy nga tọa lạc trên đám mây tiên màu tím, chính là Tiên Điện Quảng Thành. Lúc này, ở quảng trường trước Tiên Điện, tu chân đến từ các giới đã tề tựu. Họ đều đến đây để chúc mừng sư tổ Quảng Thành. Thân là đệ tử, Chu Thanh Nghiên vào Tiên Điện gặp sư tổ Quảng Thành trước. Ngô Bình là người ngoài nên đứng chờ ở quảng trường ngoài điện. Ở quảng trường, có người ngồi trên bục mây do họ tự mang theo, có người thì đứng, có người thì bày luôn sạp để bán những mình không sử dụng. Quảng trường rất rộng lớn, trông thì náo nhiệt, thật ra khoảng cách giữa người và người là vài chục mét. Thậm chí là cả trăm mét. Thế nên anh lấy bàn ghế ra, ngồi đó đọc sách uống trà. Trà anh uống do anh tự sao, mùi vị độc đáo. Chẳng bao lâu sau, một ông lão mặc đồ xám đã đến gần, vừa ngửi vừa nói, trà này rất ngon, anh bạn mua từ đâu thế? Ngô Bình vừa nhìn đối phương một cái liền cảm thấy sáu cái đỉnh trong cơ thể khẽ rung lên. Anh cười bảo, của nhà trồng được, có muốn thử không? Ông lão áo xám cười đáp, tôi có thể thử sao? Cảm ơn anh bạn nhé. Ông ta lấy chén của mình ra rồi đặt xuống. Ngô Bình bèn rót cho ông ta một chén. Ông lão bưng chén lên ngửi, cười bảo, hương trà thật tuyệt diệu. Khẽ nhấp một ngụm, ông ta nhắm mắt nói, trà này có vị của đan đạo, người sao trà không hề đơn giản. Ngô Bình hỏi, ông bạn biết luyện đan sao? Ông lão cười nói, năm xưa tôi từng học. Nhưng thiên phú có hạn nên đã bỏ dở.
Nếu là người bình thường thì Ngô Bình đã chẳng dỗi hơi để ý. Ông lão này không hề đơn giản. Vừa nhìn, anh đã nhận ra người này có khí thức của cửu đỉnh. Cửu đỉnh, anh đã có 6, nghe nói tập hợp đủ sẽ phát hiện bí mật của cửu đỉnh. Uống xong, Ngô Bình rót thêm cho ông ta một chén, tôi là thầy luyện đan, nên thỉnh thoảng sẽ sao trà để uống. Nếu ông thích, tôi sẽ tặng ông một ít. Ông lão rất vui mừng, thế thì ngại quá. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, làm vậy hình như không ổn lắm. Ngô Bình cười nói, gặp nhau đã là có duyên. Một mình tôi ngồi đây cũng buồn chán, đúng lúc có ông trò chuyện cùng tôi. Tu vi của ông lão rất bình thường, chỉ là chân tiên cảnh giới 2. Ông ta cười nói, vậy tôi không khách sáo nhé. Ngô Bình lấy ra một hộp lá trà, tặng ông ta, ông đem về uống nhé. Ông lão đón lấy bằng hai tay. Cười bảo, cảm giác được năng lực của anh thâm sâu khó lường, không biết là thuộc môn phái nào. Ngô Bình đáp, tôi đi với bạn thôi, chắc ông cũng đến đây chúc thọ sư tổ Quảng Thành nhỉ. Ông lão cười nói, tôi là trưởng lão của một môn phái nhỏ ở thế giới tầng 2 của Thanh Châu, phụng mệnh đến đây chúc thọ. Ngô Bình hỏi, hóa ra là đến từ thế giới của tầng dưới. Ông đã chuẩn bị quà gì? Ông lão cười đáp, chúng tôi cũng không có đồ gì quý giá, nhưng có 3 cái đỉnh khá tốt, bèn quyết định dùng làm quà mừng thọ hôm nay. Ngô Bình gật gù, đỉnh là đồ tốt, ngụ ý tốt đẹp. Nhưng nếu là đỉnh bình thường, sư tổ Quảng Thành chưa chắc sẽ thích. Ông lão đáp, đúng vậy, nên tôi vẫn thấy hơi lo. Anh bạn có thể xem giúp tôi đỉnh này có giá trị gì hay không? Ngô Bình nói, đúng là tôi có thể xem giúp ông. Ông lão bảo, đỉnh ở cách đây không xa, mời anh theo tôi. Thế là Ngô Bình đi theo ông lão, rời khỏi quảng trường. Bay về phía tây được một quãng, họ đáp xuống một quả núi. Trên núi có một khoảng đất trống nhỏ, lúc này có vài người đứng đó như thể đang chờ họ. Vừa tiếp đất, ông lão bèn cười nói, anh bạn, chắc hẳn anh cũng cảm ứng được trên người tôi có cửu đỉnh nhỉ. Ngô Bình rất điềm tĩnh, không hề bất ngờ chút nào, ừ. Ông cảm ứng được, dĩ nhiên đỉnh của tôi cũng cảm ứng được. Khí tức của ông lão đã lộ ra, ông ta là đại đạo quân. Những người còn lại cũng lộ khí tức, cả 3 đều là đạo quân. Ngô Bình nói, ông bạn, ông đưa tôi đến đây, chẳng lẽ muốn cướp đỉnh của tôi? Ông lão cười hề hề, niệm tình anh tặng trà, hôm nay tôi có thể không giết anh. Có điều tôi phải xóa ký ức và phế tu vi của anh. Ngô Bình hỏi, các người muốn cướp đỉnh của tôi? Ông lão đáp, xin lỗi nhé, anh bạn. Dứt lời, ông ta vươn tay về phía Ngô Bình. Cánh tay của ông lão thò ra, sau đó biến thành một bàn tay xương khô khổng lồ rồi chộp về phía Ngô Bình. Anh thản nhiên nói, nếu ông đã không biết điều trước thì đừng trách tôi không khách sáo. Quỳnh! Anh phóng thánh vực ra, ngay sau đó, mấy người ở đây đều không thể cử động. Bàn tay xương khô kia cũng đứng im trên không trung, không thể tiến tới nữa. Ông lão kinh hãi nói, đây là thánh vực ư. Ngô Bình, có đi có lại, ông cướp lò luyện của tôi thì tôi cũng cướp lò luyện của ông, coi như trao đổi. Nói rồi, Ngô Bình móc tay, ngay sau đó 3 lò luyện trong linh đài của ông lão đã bay ra và được anh cất vào trong động thiên. Cửu đỉnh đã đủ, chúng lập tức tỏa ra khí tức phi thường. Cửu đỉnh đã nối liền thành một thể. Nhóm ông lão kia đều nhăn nhó mặt mày, họ đã không còn suy nghĩ chống lại Ngô Bình nữa, vì khí tức mà anh phóng ra quá khủng bố, họ không thể nào thắng được. Ngô Bình cất 3 cái đỉnh đi rồi cười nói, các vị, giờ các người muốn sống hay chết? Ông lão tái mặt hỏi, sống thì sao, mà chết thì thế nào? Ngô Bình, chết thì khá đơn giản, giờ tôi có thể tiễn các người đi ngay. Nhưng nếu muốn sống thì phải trả tiền để mua mạng. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, ông lão nói, chúng tôi chỉ là một môn phái nhỏ, nếu cậu đòi quá nhiều tiền thì bọn tôi không có đâu. Ngô Bình cười nói, không nhiều đâu mà lo, mỗi người 100 triệu tiền đạo thôi. Nhóm người kia ngơ ngác nhìn nhau, ngần ấy tiền không phải một con số nhỏ với họ, hiện giờ chưa chắc họ đã có nhiều đến thế. Nhưng so với mạng sống thì có 100 triệu tiền đạo đã là gì? Ông lão nghiến răng nói, được, tôi trả. Những người khác cũng nhanh chóng liên lạc với người thân và bạn bè để gom cho đủ số tiền Ngô Bình yêu cầu.
Ngô Bình chờ hơn một tiếng sau thì đã nhận đủ số tiền mong muốn, vì thế anh cười nói, các người đã trả tiền để mua mạng sống nên giờ có thể đi rồi. Nhóm ông lão kia đang ân hận lắm rồi, không dưng họ lại chọc vào tên khủng bố này làm gì. Ngô Bình cầm tiền rồi quay lại quảng trường, anh vừa về thì đã nhìn thấy có một nhóm người túm tụm lại như đang xem trò náo nhiệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh bước lên xem thì lập tức thấy tim mình như nổ tung. Lúc này, Chu Thanh Nghiên đang quỳ trước mặt mấy người đàn ông và phụ nữ, sau đó để mặc cho họ trách mắng mình. Chu sư muội, sư phụ có 800 đệ tử, không có ai yếu ơn cô cả, tại sao một đệ tử mới như cô dám vô lễ với sư huynh và sư tỷ thế hả? Chu Thanh Nghiên, Lục sư huynh dạy đúng, tiểu muội nhớ rồi. Ngô Bình đi tới gần rồi kéo Chu Thanh Nghiên dậy, sau đó nói, Thanh Nghiên, em là người phụ nữ của anh, không ai được bắt em quỳ hết. Mấy người kia thấy Ngô Bình xuất hiện rồi kéo Chu Thanh Nghiên dậy thì lập tức nổi giận, một người đàn ông cười lạnh nói, cậu là ai? Chuyện của môn phái chúng tôi tới lượt cậu xen vào à? Ngô Bình thờ ơ nói, tôi là người đàn ông của Chu Thanh Nghiên, các người dám sỉ nhục người phụ nữ của tôi thì sẽ phải trả giá. Người kia hỏi, trả giá ư? Tiểu tử, cậu tưởng mình là ai hả? Ngô Bình, các người quỳ xuống xin lỗi Thanh Nghiên ngay, nếu vậy thì tôi sẽ miễn cho tội chết. Nghe thấy thế, tất cả mọi người ở đó đều ngẩn ra. Người này là ai mà khẩu khí lớn thế nhỉ, dám ăn nói với đệ tử của Quảng Thành sư tổ kiểu đó? Chắc hắn điên rồi, chứ làm gì có ai ở Thanh Châu dám ngông nghênh như thế? Người kia bật cười nói, cậu cũng to gan đấy. Để tôi xem cậu làm gì được chúng tôi nào. Chát. Ngô Bình tát cho tên đó một cái, khiến hắn không còn chút lực phản kháng nào mà ngã sấp mặt xuống đất. Ngô Bình giẫm chân lên đầu hắn rồi đạp xuống đất, tên kia ra sức vùng vẫy nhưng dù đã cố hết sức thì đầu vẫn cắm sâu xuống đất. Những người khác vừa kinh hãi vừa tức giận, cậu to gan quá đấy. Họ vừa nói dứt câu thì có một tiếng động lớn vang lên, thánh vực của Ngô Bình đã che phủ toàn bộ bọn họ. Thực lực của anh đã gần như cường giả kỷ nguyên, những người này không phải chân tiên, đạo quân thì sao chống lại được. Quỳ xuống. Ngô Bình lạnh giọng quát, lập tức những người kia không thể điều khiển bản thân mà cứ thế quỳ trước mặt Chu Thanh Nghiên. Bấy giờ, Ngô Bình mới hỏi Chu Thanh Nghiên xem có chuyện gì. Cô ấy thở dài nói, lúc trước, em đã tặng sư tôn một món quà, người rất thích bức tranh ấy và khen em là có lòng. Nhưng cũng vì câu khen ấy của người mà các sư huynh, sư tỷ ở đây đều không vui và tưởng em tranh sự yêu thương của sư tôn với họ. Họ còn bảo sau này em muốn tặng sư tôn cái gì thì phải thông qua họ trước. Ngô Bình, vì chuyện đó mà họ bắt em quỳ ở đây ư? Chu Thanh Nghiên lại thở dài nói, họ không dễ dây vào đâu anh, cho nên em mới đành chấp nhận các yêu cầu quá đáng của họ. Ngô Bình cười khẩy nói, dựa vào đám rác rưởi này mà cũng dám bắt nạt người phụ nữ của anh ư? Mỗi người dập đầu 100 lần. Anh vừa nói dứt câu thì tất cả đám người kia đều dập đầu với Chu Thanh Nghiên, cơ thể họ đã mất khống chế, vì thế ai cũng dập đầu rất mạnh, thậm chí còn đập vỡ cả nền đất. Hỗn láo! Đột nhiên có một tiếng hét giận dữ vang lên, sau đó lại có một tốp người bay ra lườm Ngô Bình. Người đi đầu là một người đàn ông râu tóc vẫn đen, đôi mắt màu tím đỏ, chỉ cần nhìn khí tức cũng có thể đoán anh ta là một cường giả cấp đạo tổ. Hơn nữa còn là đạo tổ tu hành ở thiên ngoại nên có thực lực mạnh hơn đạo tổ tu luyện ở khuyên giới nhiều. Đi theo sau anh ta là hơn chục người, xem chừng họ đều là đệ tử của sư tổ Quảng Thành. Nhìn thấy người đó xuất hiện, Chu Thanh Nghiên biến sắc mặt rồi nhỏ giọng nói, Huyền Bình, đó là thập sư huynh. Tu vi của người này rất cao, chỉ còn cách đạo tôn một bước nữa thôi. Ngô Bình thờ ơ nói, không phải sợ hắn. Có anh đây rồi thì không ai dám làm gì em đâu. Thập sư huynh đó đáp thẳng vào trong thánh vực của Ngô Bình, khi chân hắn đáp đất thì vang lên một tiếng động mạnh, có hai luồng sức mạnh khủng khiếp trên không trung không ngừng va chạm. Sau vài tiếng động liên tiếp, thánh vực của Ngô Bình vẫn không hề thu nhỏ, còn đôi chân của thập sư huynh thì bắt đầu không thể chạm xuống đất được nữa. Cứ thế rằng có một lúc, thập sư huynh đã nghiêm mặt lại rồi chắp tay với Ngô Bình, xin hỏi tên và lai lịch của cậu bạn. Ngô Bình bình thản đáp, tôi là chồng của Chu Thanh Nghiên,
lũ khốn này ỷ mình gia nhập môn phái trước nên đã bắt nạt cô ấy. Ha ha, nếu không vì nể mặt sư tổ Quảng Thành thì hôm nay tôi đã đánh chết hết bọn chúng rồi. Thập sư huynh trầm mặc một lát rồi nói, chuyện này là họ sai, Thanh Nhiên cũng là sư muội của chúng tôi, là người cùng một môn phái nên có chuyện gì thì nên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ngô Bình biết người này thấy mình không mạnh bằng anh nên đã dùng tới cách nói chuyện mềm mỏng, anh nói tôi vẫn chưa hỏi xong đâu. Anh tiến lên trước rồi xách cổ tên bị anh vùi đầu xuống đất dậy, hỏi là ai sai anh nhắm vào Thanh Nhiên. Tên đó bị Ngô Bình ấn đầu xong thì đầu óc cũng như ngừng trệ, gã nói là cửu sư tỷ. Ngô Bình hỏi Chu Thanh Nhiên, ai là cửu sư tỷ? Chu Thanh Nhiên nhăn mặt nói, cửu sư tỷ là một trong những người có địa vị cao nhất trong các sư tỷ, tỷ ấy đến từ một thế lực lớn nên có chỗ dựa rất chắc. Ngô Bình hỏi tiếp, tại sao cửu sư tỷ kia lại nhằm vào Chu Thanh Nhiên? Người kia đáp, tôi cũng không rõ, tôi chỉ nhận lệnh làm việc thôi. Ngô Bình ném tên đó xuống đất rồi nói, biến hết đi. Mấy người kia đã có thể cử động bình thường trở lại, sau lập tức chạy hết ra sau lưng thập sư huynh. Thập sư huynh không được vui cho lắm, tuy Ngô Bình đã thả người nhưng không hề nể mặt hắn chút nào nên nói, Thanh Nhiên sư muội, em không định giới thiệu chồng mình cho mọi người làm quen à? Hừ, tôi thấy tên này bị tà ma nhập rồi. Đột nhiên có một cô gái mặc váy tím xuất hiện. Cô ta vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Chu Thanh Nhiên nổi giận nói, cửu sư tỷ, sao chồng tôi lại bị tà ma nhập được? Người đó chính là cửu sư tỷ, cô ta cười lạnh nói, nếu không bị tà ma nhập thì một tu sĩ còn cao sao có thể có được thực lực mạnh đến vậy? Đã thế còn đánh ngang cơ với thập sư đệ nữa. Ngô Bình nhìn cô gái đó rồi hỏi, chính cô đã kiếm chuyện với Thanh Nhiên đúng không? Cử sư tỷ hư mạnh nói, người đâu, bày trận. Đột nhiên có rất nhiều trận văn hiện lên ở quảng trường, các cao thủ cũng nhanh chóng xuất hiện rồi đứng vào từng vị trí khác nhau. Ngô Bình và Chu Thanh Nhiên lập tức trở thành trung tâm của đại trận, một luồng sức mạnh cuốn tới, những người ở xung quanh đều phải tránh xa. Chu Thanh Nhiên giật mình nói, Huyền Bình, anh mau chạy đi, đây là đại trận tứ tượng Chu Ma đấy. Ngô Bình vẫn thản nhiên như không, đại trận cái gì, với anh thì nó chỉ là thứ vứt đi thôi. Cử sư tỷ kia cười mỉa, tà ma kia, còn không mau hiện thân. Ngô Bình cười lạnh rồi chợt phóng khí tức tiên hoàng ra rồi cao giọng nói, Quảng Thành, ông tiếp đón khách thế này đấy hả? Giọng nói của anh vang đi xa, sau đó có một giọng nói uy nghiêm vọng từ trong tiên cung Quảng Thành lại, cậu Lý, nghe danh đã lâu, mời cậu lên. Đột nhiên có một cây cầu tiên bay từ trong tiên cung ra, lập tức phá vỡ đại trận. Một đầu cầu xuất hiện trước mặt Ngô Bình, mặt cầu còn được giải thảm lông màu vàng. Thập sư huynh và cửu sư tỷ đều ngẩn ra, không ngờ sư tôn mình lại quen người này. Ngô Bình và Chu Thanh Nhiên bước lên cầu, nó lập tức thu lại về phía tiên cung. Lúc này, có một bóng người vĩ đại cao cả vạn trượng đang ngồi xếp bằng trên hư không trong đại điện. Phía sau lưng ông ấy là vũ trụ rộng lớn. Ngô Bình đi vào, sau vài bước chân, người anh cũng phình to lên cả vạn trượng, khí thế không thua gì người kia. Chu Thanh Nhiên vội hành lễ, sư tôn. Ngô Bình chắp tay chào hỏi, chào Quảng Thành tiền bối. Quảng Thành thoạt nhìn còn rất trẻ, ông ấy mặc chiến bào màu vàng trông rất oai phong, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Dáng vẻ của ông ấy khiến Ngô Bình rất ngạc nhiên. Vì anh cứ ngỡ ông ấy đã già lắm rồi. Quảng Thành cười nói, cậu Lý đừng đa lễ, mời ngồi. Ngô Bình cũng ngồi xếp bằng xuống, trước kia, tôi từng tìm được tiên phủ Quảng Thành ở đại lục Côn Luân, nên đã để Thanh Nhiên làm đệ tử của ông. Hôm nay nghe nói là ngày đại thọ của tiền bối nên tôi đặc biệt đến chúc mừng. Quảng Thành cười lớn nói, cậu Lý khách sáo quá, Thanh Nhiên từng kể về cậu cho tôi nghe rồi, tôi rất khâm phục đấy. Ngô Bình, tiền bối quá khen, ban nãy có người bắt nạt Thanh Nhiên, tôi đã dạy cho họ một bài học. Quảng Thành, tôi có hơn 800 đệ tử, vàng thau lẫn lộn nên đã để cậu Lý chê cười rồi. Ngô Bình, dẫu sao thì tôi làm vậy cũng không được lịch sự cho lắm nên tôi xin tạ lỗi ở đây. Quảng Thành xua tay, chuyện nhỏ thôi mà. Cậu Lý, bây giờ đại lục hồng hoang sao rồi? Ngô Bình, đại thiên tôn đang thống nhất thiên hạ.
nhưng chắc cần thêm một thời gian nữa. Quảng Thành, chậm quá, nếu trong 3 năm mà không thống nhất được thì đại lục Hồng Hoang sẽ sụp đổ. Ngô Bình, tiền bối nói vậy là sao ạ? Quảng Thành, tôi đi tham thú khắp nơi và phát hiện có nhiều khuyên giới đã thống nhất từ lâu, người thống trị bọn họ cũng đều là anh tài tuấn kiệt. Bây giờ, biến cố lớn sắp đến, quyền quản lý của thần tộc ở mọi nơi cùng giảm dần. Đây tuy là tai họa với nhân tộc nhưng cũng là cơ hội, kiểu gì cũng sẽ có thêm nhiều thế lực tiến vào Hồng Hoang và tranh quyền cai trị với Đại Thiên Tôn. Ngô Bình, tiền bối, tôi không biết về các thế lực này, họ cũng tu luyện tiên đạo ư. Quảng Thành, mỗi một kỷ nguyên đều sinh ra một cách tu hành lớn, vì thế tiên đạo chỉ là một phần trong đó thôi, chứ không phải con đường tu hành chính của mọi nơi. Ví dụ có nhiều nơi tu Phật, có nơi tu Vu, nhưng ở đâu cũng có tu sĩ tiên đạo, song không thể hình thành một tiên giới được. Ngô Bình, thế thì đại lục Hồng Hoang hơi đặc biệt thật. Quảng Thành, đúng thế, vì vậy có rất nhiều thế lực muốn chiếm được nơi này và khống chế tiên giới. Như vậy thì họ có thể nắm được tu sĩ tiên đạo toàn thiên hạ. Ngô Bình, tiền bối nghĩ Đại Thiên Tôn có thống nhất thiên hạ được không? Quảng Thành, tôi đã gặp ông ấy mấy lần, người này rất thông minh, dã tâm cũng lớn. Nếu ông ấy có thể thống nhất được đại lục thì chiếm được các thế lực khác chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng ngoại giới không thiếu những cường giả giỏi giang như ông ấy, cuối cùng ai là chủ thiên hạ vẫn là ẩn số. Ngô Bình, thế thì Đại Thiên Tôn vẫn còn cơ hội. Quảng Thành, với những người như tôi với cậu mà nói thì sinh linh trên đời này chỉ là cỏ dại, thứ chúng ta theo đuổi là thực lực mạnh mẽ cùng cách để vượt qua kiếp nạn kỷ nguyên. Ngô Bình, tiền bối nói đúng, nhưng tôi sinh ra ở đây nên nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp. Quảng Thành cười nói, thế nên cậu mới là Đại Thánh, còn tôi thì không. Đại Thánh là hy vọng của nhân tộc. Một lòng muốn thống nhất thiên hạ, nhưng đó là điều mà Quảng Thành không có được. Ngô Bình, quá khen. Quảng Thành, vấn đề lớn nhất của nhân tộc là đánh chiếm và không tin tưởng lẫn nhau. Nếu để mà nói ai nhận được sự tín nhiệm của thế lực ở khắp nơi thì nhất định là Đại Thánh của nhân tộc. Ngô Bình biết ông ấy vẫn chưa nói hết ý nên chỉ im lặng lắng nghe. Quảng Thành, cậu Lý. Đại đệ tử Kim Bằng của tôi và đệ tử Ngộ Minh của sư tổ Chuẩn Đề ở núi Phương Thốn có xung đột với nhau. Cách đây không lâu, Ngộ Minh này đã giở trò và nhốt đệ tử Kim Bằng của tôi vào khe tam thế trong núi Phương Thốn. Tuy tôi có cách cứu nó ra ngoài, nhưng đây là chuyện của tiểu bối, nếu tôi ra mặt thì sư tổ Chuẩn Đề sẽ không hài lòng. Hôm nay gặp cậu ở đây, tôi mong cậu có thể đến núi Phương Thốn một chuyến để cứu đệ tử của tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi đi được, nhưng không biết sư tổ Chuẩn Đề có nể mặt hay không. Quảng Thành cười nói, Chuẩn Đề vừa là tiên vừa là Phật, năm xưa còn từng là thánh nhân. Nếu cậu đến đó, chắc chắn ông ta sẽ nể mặt phần nào. Ngô Bình nghe thấy sư tổ Chuẩn Đề từng là thánh nhân thì gật đầu nói, để tôi thử xem sao. Quảng Thành, cảm ơn cậu Lý, sau hôm nay, tôi sẽ thăng cho Thanh Nghiên làm đệ tử quan môn. Đệ tử quan môn cũng có nghĩa là đệ tử cuối cùng, từ nay về sau Quảng Thành sẽ không nhận thêm đệ tử nữa. Thường thì địa vị của đệ tử quan môn chỉ đứng sau đại đệ tử. Nếu Chu Thanh Nghiên trở thành đệ tử quan môn thì địa vị sẽ tăng cao, tương lai sẽ chỉ đứng sau đại sư huynh Kim Bằng. Chu Thanh Nghiên mừng rỡ nói, cảm ơn sư tôn. Ngô Bình, Thanh Nghiên, em cứ ở đây chờ anh, giờ anh phải đến núi Phương Thốn. Theo chỉ dẫn của Quảng Thành, Ngô Bình lập tức đi tới một nơi xa. Với cao thủ như anh mà nói thì thời gian không có ý nghĩa gì, vì thế ngay sau đó anh đã đến một ngọn núi tiên. Ngọn núi này lơ lửng giữa không trung, nhìn từ xa chỉ bé bằng bàn tay. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó rất lớn, dường như có thể chứa được cả một thế giới. Ngô Bình đứng trước núi rồi cười nói, sư tổ Chuẩn Đề có nhà không? Một cánh cửa xuất hiện trước mặt anh. Có một người đàn ông mặc đồ màu xám đi ra. Người này ăn vận trông rất nho nhã, mặt không để râu, ông ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói, Đại Thánh ghé chơi, thứ cho tôi không tiếp đón từ xa. Hai người chưa từng gặp gỡ, nhưng vừa gặp đã nhìn thẳng vào mắt nhau và biết được lai lịch của đối phương, đây chính là bản lĩnh của thánh nhân. Sư tổ Chuẩn Đề này cũng từng là Đại Thánh, nhưng cuối cùng không đi trên con đường ấy, mà rẽ sang cùng tu cả tiên lẫn đạo. Xong,
thể chất của Đại Thánh đã trở thành nền móng để ông ấy tu hành. Cùng là Đại Thánh nên cả hai đều thấy rất vui, như thể bạn cũ lâu năm gặp lại, tay bắt mặt mừng, tươi cười hớn hở. Huyền Bình. Ông Kính Văn. Tên thật của sư tổ Chuẩn Đề là Phong Kính Văn. Ha ha, không ngờ trên đời vẫn còn người từng bước tiến tới cấp Đại Thánh giống tôi ngày xưa. Ngày xưa, khi sư tổ Chuẩn Đề tu luyện thì không còn là thời chư thánh nữa nên con đường tu thành thánh của ông ấy rất trắc trở. Nhưng nhờ thiên bẩm phi phàm, cuối cùng ông ấy vẫn đi đến cấp Đại Thánh, tuy nhiên con đường phía sau quá khó đi nên ông ấy đã rẽ sang hướng khác. Ngô Bình nói, thành Đại Thánh đúng là rất khó, riêng cảnh giới thiên thánh thôi không biết đã phải tu luyện bao lâu rồi. Sư tổ Chuẩn Đề cười nói, kiểu gì sau này, thành tựu của cậu cũng hơn tôi. Ông Kính Văn quá khen. Huyền Bình, mời vào. Ngô Bình được mời lên một ngọn núi nhỏ có phong cảnh rất đẹp, ở đây có một ngôi nhà tranh. Cửa mở, một con chó nhỏ màu đen chạy ra, sau đó quấn bên chân của sư tổ Chuẩn Đề. Ngoài ra, còn có một con gà trống cùng một con gà mái đang dẫn bầy gà con đi tìm sâu ăn trong sân. Thấy thế, Ngô Bình cười nói, ông Kính Văn đang luyện tâm trong cõi hồng trần à. Phong Kính Văn cười nói, nơi này đã cứu tôi một mạng. Năm xưa, khi gặp Đại Thánh Kiếp, thần hồn của tôi đã bị một sức mạnh kỳ lại hút vào một thế giới ma vật và trở thành một người bình thường. Nơi này chính là cảnh vật mà tôi từng sống trong đó. Nghe thấy thế, Ngô Bình lập tức nổi hứng rồi vội hỏi thăm về chuyện năm đó. Phong Kính Văn kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, Ngô Bình nói, thế giới ấy có nhân vật quá cố ư. Phong Kính Văn gật đầu, đúng thế, ở đó có rất nhiều sinh linh lịch kiếp, hình như họ đều là cường giả đến từ các kỷ nguyên khác nhau, sau đó sinh con đẻ cái ở đây, chứ không bao giờ rời đi được nữa. Ngô Bình, đó rốt cuộc là nơi nào? Phong Kính Văn, chắc là một vùng đất vĩnh hằng không có thời gian, khi thực lực của chúng ta đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ kích hoạt quy luật của vũ trụ, quy luật này sẽ kéo thần hồn của chúng đến đây rồi tiêu diệt. Ngô Bình cau mày, tiêu diệt chúng ta ư? Phong Kính Văn gật đầu, đúng thế, chúng ta quá mạnh, vũ trụ sẽ bắt buộc phải tiêu diệt chúng ta để lấy lại thế cân bằng. Ngô Bình, nhưng vẫn có người sống rồi quay về là ông đây thôi. Phong Kính Văn cười nói, đó là vì tôi đã tìm được điểm cân bằng quy luật của vũ trụ ấy. Vì thế, tuy tôi mạnh hơn, nhưng quy luật vũ trụ không nhắm vào tôi. Ngô Bình hiểu ra là thế. Qua câu chuyện của ông Kính Văn, tôi đã ngộ ra nhiều điều. Phong Kính Văn, tuy cậu biệt rồi, nhưng muốn tìm được điểm cân bằng ấy thì vẫn cực khó. Tôi cũng ăn may mới tìm được thôi, có rất nhiều thiên tài thông minh và giỏi hơn tôi nhưng cũng phải ở lại đó mãi mãi. Nói đến đây, Phong Kính Văn chợt khựng lại. Hai người hàn huyên thêm một lát thì Ngô Bình đã có thêm hiểu biết về Đại Thánh Kiếp. Anh nói, ông Kính Văn, thật ra tôi đến để nhờ ông thả một người. Phong Kính Văn cười nói, tiểu tử kim bằng chứ gì? Ngô Bình gật đầu, anh ta là đại đệ tử của sư tổ Quảng Thành, nhưng các nhân vật lớn các ông đều giữ thể diện nên mới bắt tôi phải ra mặt. Phong Kính Văn, sau khi nhốt cậu ta mấy ngày thì đệ tử của tôi cũng nguôi giận rồi, tôi sẽ thả cậu ta ra. Ngô Bình chắp tay, cảm ơn. Phong Kính Văn, tiểu tử này có thực lực rất mạnh, tôi nghĩ sau này cậu ta sẽ có thành tựu tên Quảng Thành. Ngô Bình, hả, anh ta có thiên bẩm vậy ư? Phong Kính Văn, Huyền Bình, cậu tự đi thả cậu ta ra đi, như thế cậu ta sẽ mang ơn cậu. Ngô Bình gật đầu, được. Ngô Bình ngồi uống trà và trò chuyện với Phong Kính Văn thêm một lúc thì đến một dòng suối nhỏ dưới núi, hạ lưu của dòng suối này chính là khe tam giới. Anh vừa đến, cấm chế ở đó đã biến mất, một con đại bàng ở dưới nước bay lên rồi hóa thành hình người. Sau đó đáp xuống trước mặt Ngô Bình. Anh ta quan sát anh rồi hỏi, là các hạ cứu tôi à? Ngô Bình, anh là Kim Bằng hả? Sư tổ Quảng Thành nhờ tôi đến cứu anh, đi thôi. Nghe thấy thế, Kim Bằng vội quỳ xuống rồi cung kính nói, cảm ơn tiên sinh. Ngô Bình, đứng dậy đi, anh vừa nói dứt câu thì không gian chợt méo mó, hai người nhanh chóng quay về đại diện của tiên cung Quảng Thành. Tu vi của Kim Bằng đã đến cấp đạo tôn nên anh ta có thể cảm nhận được sức mạnh của Ngô Bình hơn hẳn mình,
vì thế càng thêm khâm phục anh. Sư tôn. Sau khi đi vào đại điện, Kim Bằng quỳ xuống. Sư tổ Quảng Thành, quả nhiên Lý Đại Thánh đã được chuẩn đề nể mặt, Quảng Thành xin cảm ơn. Ngô Bình đáp lễ, quá khen, sau này phiền hai vị để mắt đến vợ tôi là Thanh Nghiên. Nghe thấy thế, Kim Bằng đập vào ngực mình rồi nói, xin tiên sinh yên tâm, sau này ai dám bắt nạt sư muội, tôi sẽ nghiêm trị. Anh ta vừa nói dứt câu thì thập sư huynh hớt hải chạy vào báo, sư tôn, không hay rồi, cửu sư tỷ đã dẫn Thanh Nghiên sư muội đến Hận Thiên Cốc. Sư tổ Quảng Tuệ thở dài nói, Lam Phượng Âm biết rõ Thanh Nghiên là đệ tử quan môn mà vẫn dám làm như vậy, đúng là quá ngông cuồng. Kim Bằng, sư tôn, để đệ tử đi đưa tiểu sư muội về ạ. Ngô Bình thờ ơ nói, không cần, tôi tự đi. Chuyện này là mâu thuẫn giữa tôi và Hận Thiên Cốc, chứ không còn liên quan đến Thanh Châu nữa. Nhưng vẫn nhờ Kim Bằng, phiền anh dẫn đường cho tôi. Sư tổ Quảng Tuệ, cậu Lý, chuyện này cậu cứ tự quyết, tôi sẽ không xen vào. Nghe thấy thế, Kim Bằng lập tức đi trước dẫn đường ngay, không lâu sau bọn họ đã đến một thế giới có tên là Hận Thiên Cốc. Thế giới này được các vì sao bao quanh, chúng cũng hình thành một đại trận tuyệt thế. Kim Bằng đứng trên một vì sao rồi nói, tiên sinh, đây là đại lục Tinh Vân. Trên đại lục này có ba thế lực lớn nhất, Hận Thiên Cốc chính là một trong số đó. Hận Thiên Cốc do Hận Thiên Đạo Nhân tạo nên, về sau ông ấy đã trở thành một cường giả kỷ nguyện như sư tôn của tôi. Con cháu của Hận Thiên Đạo Nhân đã kế thừa Hận Thiên Cốc và phát triển nó lớn mạnh như ngày hôm nay. Đến giờ, đã có rất nhiều đệ tử thiên tài ở đây, trưởng lão các cấp cũng trên 3.000 người, đúng là cao thủ như mây. Cửu sư muội tên thật là Lam Phượng Âm, là con cháu đời thứ 9 của Hận Thiên Đạo Nhân. Ngô Bình, Thanh Nghiên không thù không oán với cô ta, mà cô ta dám bắt Thanh Nghiên đi, đúng là phách lối. Kim Bằng, ngoài mặt thì cửu sư muội gia nhập Thanh Châu, nhưng hầu hết thời gian đều tu hành ở Hận Thiên Cốc, vì truyền thừa ở đây cũng không kém gì sư tôn. Lý do chính là vì thập cửu sư đệ vô cùng anh tuấn, tư chất phi phàm, vì thế có rất nhiều sư muội đem lòng thương nhớ, trong đó có cả cửu sư muội. Nhưng thập cửu sư đệ lại chỉ thích Thanh Nghiên sư muội, cho nên cửu sư muội mới kiếm chuyện với Thanh Nghiên. Ngô Bình cau mày, Thanh Nghiên là người phụ nữ của tôi, thập cửu sư đệ của anh giỏi đấy. Kim Bằng, thập cửu sư đệ có thiên bẩm rất tốt nên cực kỳ kiêu ngạo, tuy đã biết Thanh Nghiên sư muội có chồng rồi, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Hai, đúng là khiến người ta đau đầu. Ngô Bình liếc nhìn rồi lách người một cái, hóa thành một tia sáng rồi chui vào đại lục Tinh Vân. Đại trận kia không thể ngăn được bước chân anh, tia sáng do anh hóa thành đã đáp xuống một vùng hoang vắng của đại lục. Đến đây rồi, Ngô Bình mới phát hiện ngoài linh khí ra thì ở đây còn có rất nhiều sức mạnh sao trời, bảo sao mà lại lấy tên là đại lục Tinh Vân. Đồng thời anh cũng hiểu đại trận do các vì sao kết thành ở bên ngoài thật ra là lấy sức mạnh vì sao trong thời không thần bí này. Các sức mạnh sao trời được luyện hóa xong thì rơi xuống đại lục và hình thành một kiểu linh khí. Anh vừa đáp xuống đã cảm thấy sức mạnh sao trời ở đây rất được, sau một hồi cảm nhận kỹ hơn, Ngô Bình mới thấy sức mạnh sao trời này chính là các mảnh vỡ sức mạnh do nhiều lần kỷ nguyên sụp đổ hình thành. Cuối cùng, các mảnh vỡ ấy đã hóa thành hành tinh, sức mạnh mà chúng tạo ra thật ra là sức mạnh của các kỷ nguyên khác nhau. Loáng cái, Ngô Bình đã cảm nhận được mấy chục loại sức mạnh của các kỷ nguyên khác nhau, chúng không thua gì sức mạnh xích minh mà anh từng hấp thu. Trước kia, Ngô Bình tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, tầng thứ 17 của công pháp này có tên là thần hoàn, vòng thần càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Bây giờ, anh đã là chân hoàng nên có thể dễ dàng hấp thu được các sức mạnh này. Ngô Bình hít vào một cái, 12 sức mạnh mà anh cho là khá mạnh đã tập hợp. Ngay sau đó có một vòng xoáy sức mạnh hình thành trên đỉnh đầu anh, sức mạnh sao trời của cả đại lục đều bị cuốn lấy, sau đó liên tục tiến vào cơ thể Ngô Bình. 15 phút sau, anh đã hấp thu đủ sức mạnh sao trời và tích được thêm 12 vòng thần trong cơ thể. Nhưng trước đó, anh đã lấy được 800 vòng thần nhờ Lý Thiên Ngoại nên giờ có thêm 12 cái cũng không cảm nhận được sự thay đổi gì. Anh vừa hấp thu sức mạnh xong thì có một người đàn ông trung niên bay tới, theo sau ông ta là 4 người tùy tùng. Ông ta nhìn thấy Ngô Bình thì chắp tay nói, xin hỏi cậu bạn là người ở đâu, đến đại lục Tinh Vân của chúng tôi có việc gì?
khí tức mà Ngô Bình để lộ chứng tỏ anh là cường giả cấp kỷ nguyên, vì thế người đàn ông này nói chuyện rất lịch sự với anh. Ngô Bình, vợ tôi bị một cô gái tên là Lam Phượng Âm ở Hận Thiên Cốc bắt đi, tôi đến đưa cô ấy về. Người đàn ông vội nói, tại hạ là Lư Tinh Thiền trưởng môn của Thiên Ưng Phái, có quen biết cốc chủ của Hận Thiên Cốc, để tại hạ chuyển lời giúp người. Ngô Bình, vậy thì phiền ông. Người đàn ông tên Lư Tinh Thiền đứng yên tại chỗ một lát rồi nói, cốc chủ Hận Thiên đã biết chuyện này, để tôi dẫn đường cho cậu. Ngô Bình bay theo Lư Tinh Thiền qua hai dặng núi, giữa hai dặng núi này là một thung lũng rộng lớn, bên dưới chính là Hận Thiên Cốc. Hiện giờ, có một người đàn ông cao lớn đang trước cổng của thung lũng, xem chừng là cốc chủ. Ngô Bình không hề che giấu thực lực, mà trực tiếp phóng ra chân thân cao lớn. Mỗi bước đi của anh đều khiến Hận Thiên Cốc rung chuyển, anh đi tới trước mặt cốc chủ Hận Thiên rồi nhìn xuống ông ta, hỏi ông là cốc chủ Hận Thiên à? Cốc chủ này cũng là một đạo tôn, nhưng so với Ngô Bình thì chưa là gì nên lập tức mỉm cười đáp, tại hạ là Lam Trung Hợp, là cốc chủ của Hận Thiên Cốc, xin hỏi cậu bạn là? Ngô Bình, Lý Huyền Bình của Đại Lục Hồng Hoang, vợ tôi là Chu Thanh Nghiên bị Lam Phượng Âm bắt đến đây, các ông mau thả người ngay. Lam Trung Hợp cau mày nói, tiểu nữ luôn là người hiểu chuyện, không thể làm ra chuyện ấy được. Ngô Bình, có phải cô ta làm hay không thì gọi ra hỏi là biết ngay. Lam Trung Hợp gật đầu, xin cậu chờ một chút. Ông ta gọi một tiếng, cử sư tỷ đã đi ra ngay, đó chính là Lam Phượng Âm. Thấy Ngô Bình xuất hiện ở đây, cô ta nhíu mày nói, dám đến tận đây cơ à, cũng to gan đấy. Hỗn láo, Lam Trung Hợp nổi giận. Thực lực của cậu ấy còn hơn bố, con không được vô lễ. Lam Phượng Âm tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ Ngô Bình còn mạnh hơn bố mình. Cô ta trầm mặc một lát rồi hừ nói, thế thì sao? Đây là Hận Thiên Cốc cơ mà. Lam Trung Hợp, Phượng Âm, cậu đây bảo con đã bắt cóc vợ cậu ấy, có chuyện này không? Lam Phượng Âm phủ nhận ngay, không ạ, thực lực của Chu Thanh Nghiên rất bình thường, sao con phải bắt cóc cô ta? Và lại, con bắt cô ta về mà làm gì chứ? Lam Trung Hợp hỏi lại, Phượng Âm, chuyện này rất quan trọng, con phải nói thật. Lam Phượng Âm thờ ơ nói, con không bắt Chu Thanh Nghiên. Lam Trung Hợp trầm mặc một lát rồi vẫn lựa chọn tin tưởng con gái mình, sau đó chắp tay nói với Ngô Bình, cậu nghe thấy rồi đó, con gái tôi không biết tung tích của vợ cậu đâu. Ngô Bình cau mày, chẳng lẽ người báo tin lại báo sai ư? Anh nhắm mắt lại cảm nhận, chỉ cần Chu Thanh Nghiên từng đến đây thì anh có thể cảm nhận được khí tức của cô ấy. Loáng cái anh đã tìm được khí tức của Chu Thanh Nghiên, đúng là cô ấy đang ở đại lục này, thậm chí còn bị nhốt ở Hận Thiên Cốc. Anh nổi giận nói, Lam Phượng Âm, cô nhất định không chịu thả Thanh Nghiên ra đúng không? Lam Phượng Âm cười khẩy, tôi có gặp cô ta đâu mà thả. Ngô Bình, cô không chịu thả thì tôi sẽ tự tìm ai dám ngăn cản, tôi sẽ giết người đó. Lam Trung Hợp cũng nổi giận rồi quát, cậu Lý, Hận Thiên Cốc không cho phép người lạ ra vào tùy ý. Ngô Bình cười phá lên, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quỳnh. Ngô Bình thi triển thánh vực che phủ toàn bộ Hận Thiên Cốc, đại trận của Hận Thiên Cốc lập tức được khởi động để chống lại thánh vực của Ngô Bình. Lam Trung Hợp tức tối quát, cậu quá đáng rồi đấy. Chấn. Ngô Bình hét lên một tiếng rồi giơ tay bắt lấy Lam Trung Hợp, hỏi ông có thả người không? Lam Trung Hợp ra sức chống trả, nhưng thực lực của ông ta không bằng Ngô Bình nên có dẫy thế nào cũng không vùng ra được. Ngô Bình đã hấp thu sức mạnh trong núi thần nên thực lực ngày càng mạnh, anh nhìn Lam Phượng Âm rồi hỏi cô có thả người không? Lam Phượng Âm tức giận nói, khốn kiếp, mau thả bố tôi ra, không nhỡ làm kinh động đến lão tổ của nhà họ Lam thì anh chết chắc đấy. Chết đi. Ngô Bình bóp chặt tay, Lam Trung Hợp đã bị bóp nát bét người. Lam hoảng sợ rồi hét lên, bố, ngay sau đó cảm thấy vô cùng hối hận. Quỳnh. Ngô Bình tiến lên một bước rồi bắt lấy Lam Phượng Âm. Cô ta lách người định né đi, nhưng đã bị thánh vực khóa chặt nên cuối cùng vẫn nằm trong tay của Ngô Bình. Người đâu, Ngô Bình bừng sát ý. To gan. Một giọng nói già nua vang lên, tiếp đó có một bóng người mặc áo bào màu lam với khí tức bức người bay ra nhìn chằm chằm vào Ngô Bình.
Ngô Bình rút huyết đao Thiên Vu ra rồi lạnh giọng nói, ông là Hận Thiên đạo nhân hả? Chém. Vù. Anh chém một đao ra, đường đao khủng khiếp lao thẳng lên trời rồi tấn công ảo ảnh kia. Trước khi ảo ảnh tan biết, tu sĩ đó đã lạnh lùng nói, lão phu nhớ cậu rồi đấy. Ảo ảnh này thật ra là một hóa thân của Hận Thiên đạo nhân, nhưng thực lực của nó cũng rất mạnh. Song nó vẫn không thể chống lại thanh huyết đao của Ngô Bình được. Thấy lão tổ cũng bị Ngô Bình đánh bại, Lam Phượng Âm cuối cùng đã biết sợ, cô ta vội nói, Chu Thanh Nhiên ở sau núi, tôi nhốt cô ta trong hỏa lao. Ngô Bình lập tức đưa Lam Phượng Âm cùng ra sau núi, giữa chừng có không ít cao thủ của Hận Thiên Cốc định ra tay chặn anh lại, nhưng đều bị các vị trưởng lão trong cốc ngăn cản. Đến hóa thân của lão tổ tông còn bị chém cho tan biến thì họ phản kháng cũng vô dụng. Phía sau núi là một vùng đất hoang vắng. Có một hang động màu đỏ ở đây, đi vào trong sẽ thấy có nhiều ngọn lửa độc bùng cháy. Lúc này, Chu Thanh Nhiên đang bị trói trên một cột đá, xung quanh phun ra bốn ngọn lửa độc có màu sắc khác nhau, không ngừng thiêu đốt cơ thể cô ấy. Làn da của Chu Thanh Nhiên đã bị đốt cháy, để lộ ra bắp thịt, nhiều chỗ đã bị đốt cháy đến tận xương. Hiện giờ, cô ấy chỉ còn thoi thóp. Nếu trước kia Ngô Bình chưa từng cường hóa cơ thể cho Chu Thanh Nhiên thì chắc cô ấy đã mất mạng lâu rồi. Cô đúng là loại độc ác, Ngô Bình tức tối hét lên, anh cởi trói cho Chu Thanh Nhiên rồi cho Lam Phượng Âm thế vào chỗ của cô ấy. Ngọn lửa cuốn tới, da của Lam Phượng Âm bốc cháy, cô ta la hét trong đau đớn. Cách đó không xa, mọi người của Hận Thiên Cốc chỉ dám đứng nhìn, chứ không dám tiến lên ngăn cản. Ngô Bình nhanh chóng hạ cấm chế ở bên ngoài, nếu không được anh cho phép thì không ai có thể vào thả Lam Phượng Âm ra được. Anh lạnh giọng nói, Lam Phượng Âm, cô hãy cảm nhận nỗi thống khổ vô tận ở đây đi. Sau đó, anh lập tức trị thương cho Chu Thanh Nhiên, tuy lửa độc rất mạnh, nhưng Ngô Bình có y thuật cao siêu cùng nhiều linh đan rượu dược nên chẳng lâu sau, cơ thể của Chu Thanh Nhiên đã hồi phục lại như trước, cô ấy cũng dần tỉnh lại. Huyền Bình, cuối cùng anh cũng đến cứu em rồi. Ngô Bình thở dài nói, Thanh Nhiên, em phải chịu khổ rồi. Chu Thanh Nhiên, không sao, chỉ là bị đốt cháy một lát thôi mà. Ngô Bình, Hận Thiên Cốc dám bắt nạt em, anh sẽ bắt họ phải trả giá. Anh ngoảnh lại nhìn đám cao thủ của Hận Thiên Cốc rồi nói, suýt nữa các người đã hại chết vợ tôi, giờ định tính toán nợ nần sao đây. Mấy người kia vội vàng bàn bạc. Cuối cùng đẩy một trưởng lão ra. Trưởng lão ấy chắp tay nói, cậu bạn, cậu đã giết cốc chủ của chúng tôi, chém chết hóa thân của lão tổ, còn nhốt Lam Phượng Âm trong hỏa lao. Tôi nghĩ chúng ta hòa rồi. Ngô Bình cười khẩy nói, chưa đủ đâu, hôm nay tôi còn san bằng Hận Thiên Cốc nữa, nói rồi, anh tiếp tục thi triển thánh vực. Mọi người bị áp chế và quỳ xuống, người kia run rẩy nói, cậu muốn gì? Ngô Bình, mở hết nhà kho của Hận Thiên Cốc ra để tôi chọn vài món đồ mang đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thế chẳng là cướp của à. Nhưng họ biết Ngô Bình vẫn đang nhân nhượng với mình, vì anh hoàn toàn có thể giết hết họ xong rồi lấy đồ. Vì thế, cuối cùng họ đã chấp nhận mở kho của Hận Thiên Cốc, bao bảo bối mà họ tích lũy suốt 9 đời qua đều xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Thấy thế, Ngô Bình sáng mắt lên. Hận Thiên Cốc đúng là thế lực do cường giả kỳ nguyên tạo ra có khác, nhiều bảo bối thật. Anh vung tay lên, tất cả kho hàng đều bị cuốn vào trong động thiên. Thật ra khi anh bóp chết Lam Trung Hợp, cũng đã lấy được không ít đồ trong thế giới linh đài của ông ta rồi, chỉ là những người khác không biết thôi. Vơ vét hết đồ đoàn xong, Ngô Bình lại chọn ra hơn 1.000 đệ tử có thiên bẩm khá trong Hận Thiên Cốc cùng mình rời khỏi đó. Hận Thiên Cốc đã mất rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng những người này, giờ họ đi rồi thì chẳng mấy mà Hận Thiên Cốc sẽ sụp đổ. Xong, người của Hận Thiên Cốc chẳng dám ho he một câu, chỉ biết trơ mắt nhìn Ngô Bình chọn lựa đệ tử của mình. Khi đã gom đủ người, Ngô Bình hỏi họ, các người có muốn đi theo tôi không? Những tài nguyên tôi vừa lấy sẽ cho mọi người dùng hết. Hơn nữa, tôi còn truyền thụ cho mọi người công pháp mạnh hơn để mọi người đi được xa hơn. Các tu sĩ được chọn đều rất thực tế, một là vì họ không dám từ chối, hai vì Ngô Bình rất mạnh, hơn nữa còn đồng ý sẽ bồi dưỡng họ, nếu họ đi theo anh thì tương lai cần gì phải nghĩ nữa. Vì thế, đã có 1.000 đệ tử của Hận Thiên Cốc đi theo Ngô Bình.
Ngô Bình cười nói, mọi người sẽ phải thấy kiêu ngạo vì sự lựa chọn của ngày hôm nay. Dứt lời, anh vung tay lên, tất cả đệ tử kia đã được đưa đến xào huyệt của tà ma để tiến hành bồi dưỡng và nâng cao thực lực. Xào huyệt của tà ma có một đặc điểm là nó có thể tập trung ưu điểm của mỗi người lại, sau đó tiến hành luyện hóa, từ đó biến ưu điểm cá nhân thành tập thể. Sau khi 1.000 thiên kiêu được đưa đến đây thì đã có rất nhiều sợi tơ cắm vào người họ để truyền tín hiệu. Loáng cái, thông tin về thể chất của họ đã được thu thập lại và truyền cho xào huyệt. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy xào huyệt rung lên, một luồng sức mạnh kỳ lạ bắt đầu được hình thành. À, xào huyệt tà ma sắp đột phá rồi, anh chợt hiểu ra. Sau đó, Ngô Bình đưa Chu Thanh Nhiên về Thanh Châu. Sau khi đến nơi, Ngô Bình hỏi Kim Bằng, thập cửu sư đệ đâu? Kim Bằng, để tôi gọi cậu ấy đến. Ngay sau đó, Kim Bằng đã dẫn một người thanh niên tuấn tú đến. Khi hắn nhìn thấy Chu Thanh Nhiên và Ngô Bình đứng cùng nhau thì lập tức xa sầm mặt. Ngô Bình, cậu có ý với vợ tôi à? Người đàn ông hừ lạnh nói, thì ra anh là chồng của Thanh Nhiên, ha ha, tôi thấy cũng thường thôi. Kim Bằng thờ ơ nói, sư đệ, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Thế lực của Hận Thiên Cốc mạnh hơn gia tộc nhà Quộc đúng không? Thế mà cốc chủ Hận Thiên vừa bị cậu Lý đây đánh chết đấy. Để không bị tiêu diệt, Hận Thiên Cốc đã giao nộp hết tài sản của mình cùng 1.000 thiên kiêu. Sư đệ, nếu cậu không muốn chết thì mau xin lỗi cậu Lý và mong cậu ấy tha thứ cho đi. Nghe thấy thế, vẻ ngông cuồng và kiêu ngạo của người thanh niên lập tức biến mất ngay. Hận Thiên Cốc là một thế lực do cường giả kỳ nguyên tạo ra, nhưng đến cốc chủ cũng bị Ngô Bình đánh chết. Hắn không phải tên ngốc nên biết ngay đây không phải người mà mình có thể động tới. Vì thế, hắn đã cắn răng rồi quỳ xuống nói, ban nãy, tiểu nhân lỡ lời, xin lỗi tiên sinh. Ngô Bình cũng thông minh đấy, Lam Phượng Âm đã bị tôi nhốt trong hỏa lao, giờ anh đến trông coi nơi đó, không có lệnh của tôi thì không được phép rời đi. Người thanh niên không chút do dự mà nói ngay, vâng, tiểu nhân đi ngay ạ. Nói rồi, hắn rời đi ngay. Nhanh chóng đi đến Đại Lục Tinh Vân. Người đó đi rồi, Ngô Bình nói, Kim Bằng, hắn ở đó 3 tháng thì anh đến gọi về nhé. À, phiền anh để mắt đến Thanh Nhiên, hy vọng sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Kim Bằng vội nói, xin tiên sinh yên tâm, chắc chắn sẽ không đâu ạ. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc xong, Ngô Bình lưu luyến chia tay với Chu Thanh Nhiên rồi về Đại Lục Hồng Hoang. Đến Hoàng Cung rồi. Anh lập tức tập trung quan sát tình hình của vào huyệt tà ma. Sau đó, anh phát hiện trong lúc đột phá, hình như nó cần dùng tới một sức mạnh lớn. Anh nhanh chóng lấy tài nguyên của Hận Thiên Cốc ra, bất kể là tiên thạch, thần tinh, tinh thạch, tiền đạo hay linh dược, miễn cái gì dùng được là anh cho hết vào trong xào huyệt. Nhưng quá trình đột phá của xào huyệt vẫn chưa xong, hình như vẫn thiếu thứ gì đó. Anh ngẫm nghĩ rồi gọi, Lý Thiên Ngoại. Cho tôi mượn sức mạnh siêu tầm ở các vũ trụ lớn một chút. Lý Thiên Ngoại vẫn đang tu luyện trong thần hải của Ngô Bình nên trả lời ngay, được. Lý Thiên Ngoại này là sinh linh ngoài vũ trụ, nhưng giờ đã là một hóa thân của Ngô Bình. Nó đã đi tới rất nhiều vũ trụ nên cũng hấp thu được nhiều sức mạnh ở đó. 800 vòng thần mà Ngô Bình có cũng là của nó. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy xào huyệt muốn đột phá được thì cần phải được sức mạnh ngoài vũ trụ kích thích. Ngay sau đó, đã có 10 loại sức mạnh đến từ các vũ trụ khác nhau tiền vào trong xào huyệt thông qua người Ngô Bình. Xào huyệt lập tức tạo ra phản ứng kịch liệt, sức mạnh kỳ diệu kia càng lớn mạnh thêm, một tầng sáng bao lấy xào huyệt và bắt đầu lột xác một cách thần kỳ. Ngô Bình sáng mắt lên, thành công rồi. Anh ngồi xếp bằng xuống chờ kết quả cuối cùng. Một ngày, hai ngày. Đến ngày thứ 3 thì xào huyệt mới tiến hóa xong và thành công đột phá lên cấp 5. Lúc này, xào huyệt phun ra các sợi tơ bắt đầu tạo ra nhiều vách ngăn tinh thể hơn. Khác với xào huyệt cấp 4, xào huyệt cấp 5 đã xuất hiện thêm động thiên, mỗi một vách ngăn tinh thể sẽ là một động thiên. Từ cấp bón lên cấp 5 đã có sự thay đổi lớn. Nếu xào huyệt cấp 4 chỉ là ngôi nhà tranh thì cấp 5 chính là khách sạn 5 sao. Trước đó, 1.000 thiên kiêu của Hận Thiên Cốc đã được đưa tới một căn phòng vách ngăn tinh thể mới để bắt đầu tu luyện ở đó. Được đấy,
có xào huyệt tà ma này rồi thì mình có thể bồi dưỡng cả đống cao thủ. Sau đó, Ngô Bình đã đến Côn Luân kiếm cung, Hỏa Hoàng Nhi ra nghênh đòn rồi cười nói, bố, khí tức của bố lại mạnh hơn lần trước rồi. Ngô Bình, Hoàng Nhi, con hãy chọn một tốp đệ tử thiên tài ở đây để bố đưa họ đến một nơi. Ở đó, thực lực và tư chất của họ sẽ tăng mạnh lắm. Hỏa Hoàng Nhi sáng mắt lên, có nơi hay như vậy ạ? Ngô Bình gật đầu, lát con đến thì biết. Bây giờ, Côn Luân kiếm cung đã vô cùng nói tiếng, người đến xin gia nhập nhiều không đếm xuể, ngày nào cũng có đả đống người ở dưới núi. Hơn nữa, công pháp mà Côn Luân kiếm cung phát hành cũng lưu truyền khắp gần xa, bất kể là người buôn bán nhỏ hay sĩ nông công thương, chỉ cần có tư chất tốt thì đều có thể đến đây tu luyện. Loáng cái, Hỏa Hoàng Nhi đã chọn ra 1.000 đệ tử và dẫn họ đến quảng trường. Ngô Bình nhìn xong thì thấy ai cũng là ai tài thì rất vui, khá lắm. Tham kiến bệ hạ, mọi người cùng đồng thanh. Ngô Bình, ừ, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến một nơi. Đến đó rồi, dù mọi người có gặp chuyện gì thì cũng phải cố gắng tu luyện. Hãy nhớ đây là cơ duyên lớn nhất trong đời của mọi người, phải cố mà nắm bắt lấy. Chờ khi nào ra ngoài, chắc chắn mọi người sẽ có sự thay đổi lớn. Nghe thấy thế, ai cũng sôi trào nhiệt huyết và cực kỳ chờ mong. Dặn dò xong, Ngô Bình vung tay lên, tất cả bọn họ đã được cuốn vào trong xào huyệt tà ma và bắt đầu tiếp nhận sự cải tạo của xào huyệt. Xào huyệt có thể lấy mật mã sinh mạng của một người rồi tiến hành luyện hóa tổ hợp, cuối cùng lấy phần có thể sử dụng được ở trong đó ra để truyền cho người cần. Hỏa Hoàng Nhi cũng đã vào đây, nhưng cô bé đã được Ngô Bình đưa tới vị trí trung tâm nhất. Sau đó, anh trấn thủ ở Côn Luân kiếm cung, lúc luyện đan, lúc tu hành, cứ thế đến nửa tháng trời. Hôm nay, khi đang tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, Ngô Bình chợt cảm thấy gì đó nên lấy chí bảo của tộc Đạp Thiên là Đạp Thiên Chi Ngấn ra. Ngày trước, anh chỉ nhìn một cái đã thấy chóng mặt. Với thực lực và tư chất lúc trước Ngô Bình chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ nó được. Nhưng bây giờ, chẳng những anh có thể nhìn được, mà còn cảm nhận được sự tuyệt diệu của nó. Loáng cái đã 3 ngày trôi qua, bức tranh trên tảng đá đột nhiên sống lại, nó bay ra ngoài rồi mở rộng trên không trung và hóa thành một bức tranh cuốn khổng lồ. Trong bức tranh này có một sinh nhìn khá giống người đang làm động tác rất lạ. Động tác này rất phức tạp, Ngô Bình vừa nhìn đã thấy toàn thân bứt rứt, chỉ muốn quay đi ngay. Nhưng cuối cùng anh vẫn cố nhìn tiếp và ghi nhớ động tác ấy vào trong đầu, động tác của sinh linh này được thực hiện trên không. Chắc tộc Đạp Thiên đã lĩnh ngộ được động tác này rồi sáng tạo ra công pháp của mình. Ngô Bình kinh ngạc nói, tộc Đạp Thiên chỉ lĩnh ngộ một động tác mà có thể sáng tạo ra công pháp mạnh mẽ, nếu mình lĩnh ngộ hết thì sẽ mạnh đến đâu nhỉ? Rắc! Cục gạch đột nhiên nứt ra, bức tranh trên không biến mất. Điều này chứng tỏ sau khi Ngô Bình ghi nhớ hết nội dung của bức tranh thì nó sẽ không tồn tại nữa. Thời gian sau đó, Ngô Bình tập trung cảm nhận động tác này. Loáng cái đã nửa tháng. Trong thời gian này, 1.000 thiên tài của Hận Thiên Cốc đã được anh giáo hóa, giờ họ đã trở thành thánh đồ. Hơn nữa, ai nấy cũng đã lột xác cả về tư chất lẫn thực lực. Tất cả bọn họ đều một lòng trung thành với Ngô Bình và tôn anh làm chủ. Ngô Bình, bắt đầu từ bây giờ, mọi người sẽ là thành viên của cấm quân. Sau đó, anh đã dẫn họ về Hoàng Cung. Đường Băng Vân đang là thống lĩnh cấm quân, nắm trong tay cả mấy trăm nghìn quân lính, hơn nữa ai cũng tài giỏi và có lực chiến đấu rất mạnh. Cách đây không lâu, Ngô Bình đã cho Đường Băng Vân truyền thừa của Thánh Vương, cô ấy luôn chăm chỉ tu luyện, cuối cùng cũng đột phá cảnh giới Thánh Vương rồi. Lần này gặp lại, Ngô Bình có thể thấy rõ sức mạnh vừa quen thuộc trên người Đường Băng Vân, anh cười nói, Băng Vân, cuối cùng em cũng đột phá rồi. Đường Băng Vân cười. Nói cảm giác có được thực lực mạnh thật tuyệt. Ngô Bình, 1.000 người này sẽ gia nhập cấm quân của em. Đường Băng Vân liếc mắt nhìn sơ rồi cho người sắp xếp cho những người đó. Sau đó, cô ấy ôm lấy Ngô Bình, nói, lần này đến đừng đi nữa, ở lại với em vài ngày. Cô ấy và Ngô Bình, một người là Đại Thánh Nam, một người là Thánh Vương Nữ nên cực kỳ thu hút đối phương, vì vậy mỗi lần gặp nhau, dù có thế nào thì Đường Băng Vân cũng không thể để anh đi được. Ngô Bình cười, nói, ừ, anh sẽ ở lại thêm mấy ngày,
cùng em sinh một thánh nhân nho nhỏ được không? 3 ngày liền Ngô Bình vẫn chưa thể ra khỏi phòng của Đường Băng Vân, đến khi anh ra ngoài thì tay chân đều bủn rủn, nếu không phải vì Đường Tử Di có việc cần tìm mình thì chắc anh còn phải bị quấn lấy Đường Băng Vân thêm mấy ngày nữa. Trong đại điện Đường Tử Di ở, Khả Nhi đang ngồi bên bàn luyện chữ, bên cạnh là Cùng Kỳ. Đường Tử Di đang xếp mấy bộ quần áo, khi nhìn thấy Ngô Bình đến thì nói, Băng Vân muốn độc chiếm anh sao? Nhốt đến mấy ngày cũng không chịu thả ra. Ngô Bình cười he he, giờ cô ấy là Thánh Vương nên thể chất tốt quá mà. Đường Tử Di liếc anh một cái, em còn là đại đạo quân đấy. Ngô Bình nói, Tử Di, đang định nói với em, mấy ngày này anh cũng sẽ giúp em đạt chân vương. Đường Tử Di nói, mặc dù anh là chân hoàng nhưng nếu tùy tiện giúp người khác lên chân vương thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân đúng không? Ngô Bình cười, nói ít nhất thì giúp đỡ 4-5 người lên chân vương vẫn không sao. Hơn nữa, khi tu vi của anh được nâng cao thì sau này còn có thể giúp được nhiều người thành chân vương hơn nữa. Lúc này Khả Nhi đặt bút xuống, cười, nói, bố, con viết xong rồi, bố xem nè. Khả Nhi mới có mấy tuổi nhưng viết chữ lại rất đẹp, đẹp hơn chữ của Ngô Bình năm xưa nhiều, anh khen, khá lắm, chữ của Khả Nhi đẹp thật. Anh chơi với Khả Nhi một lúc thì anh liền bắt tay vào giúp Đường Tử Di tăng tư chất. Trước hết Đường Tử Di vào trong xào huyệt tinh các phòng tự biến thành động thiên, 10 tia sáng với màu sắc khác nhau bắn vào cơ thể cô ấy, truyền thông tin mật mã sinh mệnh cao cấp cho cô. Cùng lúc đó, Ngô Bình thi triển chân hoàng và đại thánh, hào phóng giúp cô ấy nâng cao thực lực và tư chất. Đường Tử Di vốn dĩ là đại đạo quân, lại dùng rất nhiều đồ quý, linh đơn diệu dược từ Ngô Bình nên lần này tiến hóa cực kỳ thuận lợi, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà Đường Tử Di đã thành công vươn lên chân vương, sau đó là đến thánh nhân, thậm chí cảnh giới tiên đạo của cô ấy cũng gần đột phá lên đại đạo quân hậu kỳ, cách cảnh giới đạo tổ chỉ còn một bước nữa thôi. Lúc Đường Tử Di bước ra từ tinh các, khí chất đã thay đổi rất nhiều, trong vẻ thần thánh còn có chút khí chất của vương giả, vô cùng tôn quý. Cô ấy cười, nói, Huyền Bình, bây giờ thực lực của em đại khái đã đến tầm nào rồi? Ngô Bình nói, chưa đầy 1 năm em sẽ có thể vươn lên đạo tổ. Có điều bây giờ thực lực của em đã vượt xa đạo tổ, dù là đạo tôn thì cũng không dám xem nhẹ em. Mắt Đường Tử Di sáng lên, thật sao? Lúc này, Ngô Bình gọi núi thần đến, nói, núi thần, sau này tiền bối hãy ở lại bên cạnh người vợ Đường Tử Di của tôi đi, lúc nguy cấp tiền bối phải nghe theo lời dặn dò của cô ấy. Núi thần, cậu đang chuẩn bị cho kiếp đại thánh đó sao? Ngô Bình, ừ, tôi đã hỏi thăm về kiếp đại thánh, khó khăn trùng trùng, lần này đi có trở về được không tôi còn chưa biết. Núi thần, xin hãy yên tâm, nhất định tôi sẽ bảo vệ tốt cho gia quyến của cậu. Sau một lúc nói chuyện với núi thần liền biến thành một luồng sáng, xuất hiện trong thần hồn của Đường Tử Di. Tử Di, mấy ngày này em hãy chăm chỉ tu luyện nhé. Đường Tử Di gật đầu, anh đi làm việc của anh đi. Ngày hôm sau, Ngô Bình lên triều. Anh vừa ngồi xuống thì liền có một đại thần tấu, bệ hạ, thần muốn cáo trạng Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương là em họ của Ngô Bình, Lý Hoàng Đào. Sau khi anh trở thành hoàng đế của đế quốc Thiên Võ thì đã phong cậu ta làm vương, không chỉ cho đất mà còn cho mấy tòa thành phồn hoa nữa. Ngoài ra, mỗi năm bổng lộc của cậu ta cũng rất nhiều, gấp mấy lần các vương gia khác. Từ sau khi phong vương, cậu em họ này đã sống tiêu diêu tự tại, rất ít khi ra khỏi vùng đất của mình. Vì vậy lúc này, khi anh nghe đại thần muốn hạch tội Lý Hoàng Đào thì khá ngạc nhiên. Đại thần dâng tấu tên là Hạnh Vô Danh. Là một thanh quan công chính liêm minh, có được tiếng thơm trong dân, nhiều người còn gọi ông ta là Hạnh Thanh Thiên. Hạnh Khanh, Tiêu Giao Vương đã làm gì mà lại khiến người phẫn nộ đến thế? Hạnh Vô Danh, bệ hạ, Tiêu Giao Vương tự nuôi dưỡng binh mã, che giấu quân đội, có ý đồ mưu phản. Vẻ mặt Ngô Bình bỗng nặng trĩu, anh đã quá hiểu con người của em họ Lý Hoàng Đào này, nhân phẩm của cậu ta không thể nói là tốt nhưng biết phân biệt đúng sai. Người như cậu ta chỉ cần có thể được sống trong vinh hoa thì sẽ không quản chuyện gì hết, càng không thể mưu phản. Anh nghiêm túc, Hạnh Khanh, người có bằng chứng chứng minh Lý Hoàng Đào mưu phản không?
Hạnh vô danh, nếu thần không có bằng chứng đáng tin cậy thì sao dám đứng trước mặt mọi người nói ra chuyện này? Mời bệ hạ xem qua. Ông ấy lấy ra một số thư từ, đưa cho người hầu dâng lên Ngô Bình. Có mười mấy bức, Ngô Bình nhìn lướt qua thì phát hiện đúng là bên trong có nội dung mưu phản. Nhưng là do Lý Hoàng Đào viết cho một mưu sĩ, nói rằng bản thân là một người có hoài bão, hy vọng mưu sĩ đó có thể giúp cậu ta làm nên nghiệp lớn. Ngô Bình xem hết thư thì hơi chau mày, nét chữ đúng là của Lý Hoàng Đào, nhưng nét chữ có thể làm giả, không có tính tin cậy cao. Anh cất thư vào, nói, vất vả cho Hạnh Khanh quá, chấm sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Sau khi xử lý xong mấy chuyện vụn vặt thì buổi chiều sáng cũng kết thúc, Ngô Bình thay sang đồ tự do, đến thẳng vương phủ của Lý Hoàng Đào. Quy mô vương phủ của Lý Hoàng Đào rất lớn, có hơn 3.000 gian phòng, tỷ nữ rất nhiều. Mặc dù Lý Hoàng Đào vẫn chưa chính thức thành hôn nhưng trong vương phủ có tới hơn cả 100.000 nha đầu xinh kẹp kề cận. Ở cửa vương phủ, Ngô Bình vừa đến, lính gác cổng thấy anh phong độ phi phàm thì khách sáo hỏi, cho hỏi anh là. Ngô Bình, nói với Tiêu Giao Vương, tôi là anh cả của cậu ấy. Mấy người đó giật mình, vội nói, mời người vào phòng khách đợi, chúng tôi sẽ lập tức đi mời vương ra. Ngô Bình ngồi đợi trong phòng khách một lúc thì nhìn thấy một người vội vã chạy đến, đầu tóc không chải, hốc mắt đen thui, bước đi loạng choạng, đấy là Lý Hoàng Đào. Lúc nhìn thấy Ngô Bình, Lý Hoàng Đào vui mừng, chạy thật nhanh qua, cười, nói, anh, sao anh lại đến đây? Ngô Bình cười, nói, đến thăm cậu, Tiêu Giao Vương nhà cậu Tiêu Giao thật đấy, cậu vừa mới bỏ dậy từ bụng cô nào đấy à? Lý Hoàng Đào cười he he, gãi đầu nói, anh, ngày nào em cũng rảnh rang, không có việc gì làm, chỉ biết du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ mỹ nhân thôi, he he. Ngô Bình, trông dáng vẻ của cậu kia. Lý Hoàng Đào, anh, giờ anh là hoàng đế, thực lực lại mạnh đến thế, em có bon chen cũng không lại anh đúng không? Vậy chi bằng hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp của nhân gian cho xong. Ngô Bình, nghe nói gần đây cậu có qua lại với một mưu sĩ hả? Lý Hoàng Đào suy nghĩ, vâng, đợt trước em nghe nói trong lãnh địa của mình có một người trí tuệ, em rất tò mò nên cho người mời ông ta đến phủ làm sư gia. Có điều người đó rất cao ngạo, mời thế nào cũng không chịu đến. Em đâu có hiền nhẫn đến vậy, mời 3 lần không được thì từ bỏ. Vậy số thư này là do cậu viết sao? Ngô Bình quăng mười mấy lá thư lên bàn. Lý Hoàng Đào cầm lên xem, mặt bỗng tái nhợt. Cậu ta xem được mấy bức thư thì tức đến run người. Anh, có người đang hại em, Lý Hoàng Đào em không ra gì nhưng em không bao giờ phản bội anh mình. Ngô Bình, tất nhiên tôi biết bức thư là giả, nhưng vấn đề là tại sao lại có người muốn hại cậu? Cậu chỉ là một vương gia nhàn rỗi, không quyền không thế, chỉ là tiền lương cao hơn một chút thôi. Họ không có lý do gì để tấn công cậu. Nghe thế, đầu óc gần như tê liệt của Lý Hoàng Đào bắt đầu chạy hết tốc lực, mặc dù cậu ta không học võ thuật nhưng đã uống không ít đan dược của Ngô Bình nên thể chất rất tốt, đầu óc cũng minh mẫn, nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó. Anh à, em nhớ tới rồi, khoảng 2 tháng trước, đột nhiên có một môn khách nói với em là em có tướng mạo của đế vương. Lúc đó em chỉ cho rằng hắn đang nịnh nọt mình thôi nên không để ý đến lắm. Không ngờ mấy ngày sau, tên khốn đó lại làm một bộ hoàng bào rồi tặng cho em. Lúc đó em mới nhận thấy hắn không có ý gì tốt cả bèn bảo người kéo hắn ra ngoài chém, giờ nghĩ lại có lẽ 2 chuyện này có liên quan đến nhau. Ngô Bình, sau khi đến đất phong, cậu có đắc tội với người nào không? Lý Hoàng Đào cười khổ, anh à, có nhiều người đẹp rồi thích du ngoạn sông nước núi non với em như thế, em làm gì có thời gian đi làm việc xấu chứ? Càng không thể đắc tội với người ta. Đúng lúc này, một người giúp việc nữ bưng 2 tách trà đến rồi đặt lên bàn. Lúc nhìn thấy chén trà, Ngô Bình sửng sốt một lúc, hoa văn và kết cấu của tách trà giống hệt như những vật dụng trong hoàng cung của anh. Anh biết Tử Di đã tặng rất nhiều thứ cho người nhà của mình, chén trà này có thể là do cô ấy bảo người đưa đến bèn nói chén trà đẹp đấy. Lý Hoàng Đạo cười nói, vậy à? Đây là chén trà Ngọc Dung mua cho em đấy, hầu hết đồ dùng trong nhà đều do cô ấy sắm sửa. Ngô Bình, ồ, Ngọc Dung là phụ nữ trong phủ của cậu à? Lý Hoàng Đào gật đầu, đúng rồi ạ, Ngọc Dung là người rất tốt, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Em đang muốn bàn bạc với anh,
muốn chính thức cưới cô ấy làm vương phi. Ngô Bình nói, ừ, chỉ cần cậu thích, tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Lý Hoàng Đào vui mừng nói, anh, em dẫn cô ấy đến gặp anh ngay. Không lâu sau, một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha, dung nhan tuyệt vời xuất hiện, cô ta cúi đầu chào Ngô Bình, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Ngô Bình nhìn người phụ nữ này, lạnh nhạt nói, ngươi là Ngọc Dung. Người phụ nữ khẽ nói, vâng, nô tỳ là Ngọc Dung. Ngô Bình cười nhạo, tà ma to gan, thư từ này là do ngươi làm giả phải không? Ngọc Dung hoảng sợ quỳ phịch xuống đất, nô tỳ không biết bệ hạ đang nói gì. Lý Hoàng Đào ngạc nhiên, anh nói cô ấy là tà ma. Dù cậu ta không bước ra khỏi cửa nhưng cũng biết chuyện tà ma, khoảng thời gian trước chuyện này cực kỳ ầm ĩ, làm nhiều người chết. Ngô Bình, Hoàng Đào, Ngọc Dung này đến phủ cậu từ lúc nào? Lý Hoàng Đào ngẫm nghĩ rồi nói, khoảng nửa năm trước. Ngô Bình, trong nửa năm nay, phải chăng từng có một khoảng thời gian, tính tình cô ta thay đổi xoành xoạch, cứ như thay đổi thành một người khác không? Lý Hoàng Đào nghĩ lại, sắc mặt cậu ta trở nên khó coi, đúng thế, Ngọc Dung đến phủ một thời gian, nhưng vẫn không thu hút được sự để ý của em cũng không mấy thích cô ấy. Nhưng tự dưng có một ngày, cô ấy bỗng khiến em rất yêu thích, có rất nhiều cách làm em hài lòng. Anh, chẳng lẽ cô ấy là tà ma thật sao? Ngô Bình giơ tay ra, Ngọc Dung bỗng run lên, một làn khói xanh bốc lên từ trên đỉnh đầu cô ta, làn khói xanh chậm rãi ngưng tụ thành hình một người phụ nữ, cô ta quỳ giữa không trung nói, bệ hạ tha mạng. Câu van xin của cô ta khiến Ngô Bình rất bất ngờ, anh trầm giọng hỏi, tà ma này to gan quá đấy, là ai phái ngươi đến? Tà ma nữ nói, là Tả Hiền Vương phái tôi đến làm nhiệm vụ. Ngô Bình, ô, Tả Hiền Vương là ai? Nhiệm vụ người đó giao cho ngươi là gì? Tà ma nữ nói, Tả Hiền Vương là một trọng thần dưới trướng ma chủ, ông ta phái tôi đến mê hoặc Tiêu Giao Vương, để anh ta phản bội lại đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình, nói thế tức là nhiệm vụ của ngươi không thành công. Tà ma nữ, đại quân tà ma tấn công bị cản trở. Không thể có tà ma mới nào đến, nếu không Lý Hoàng Đào đã bị tà ma nhập vào từ lâu rồi. Ngô Bình, các ngươi muốn nhập vào Hoàng Đào, sau đó sẽ đoạt lấy đế vị dựa vào cậu ta. Tà ma nữ, mặc dù làm thế gần như không có khả năng thành công, nhưng người đứng lên làm phản nhiều hơn thì đế quốc Thiên Võ sẽ sụp đổ. Ngô Bình híp mắt, ý ngươi là người ở các nơi đều sẽ làm phản. Rốt cuộc các ngươi phái bao nhiêu tà ma đến vậy? Tà ma nữ, ít nhất là 3.000 tà ma. Sắc mặt Ngô Bình trở nên khó coi, nếu có 3.000 tà ma thật thì ít nhất có 3.000 người làm phản. Tả Hiền Vương này đúng là một người giỏi mưu mô. Tà ma nữ, xin bệ hạ tha cho tôi một mạng. Ngô Bình bỗng nghĩ đến đế tân này là một trong những thủ lĩnh của tổ chức địa phủ, không biết bây giờ ông ấy giữ chức vụ gì trong tà ma. Thế là anh hỏi, người từng nghe nói đến đế tân chưa? Tà ma nữ sửng sốt, anh biết ma chủ đế tân. Ngô Bình rất bất ngờ, bây giờ đế tân là ma chủ. Trong tà ma các ngươi có mấy vị ma chủ? Tà ma nữ, bây giờ chỉ có 3 vị ma chủ đế tân là người mới trở thành ma chủ dạo gần đây. Ngô Bình, có thực lực thế nào mới có thể trở thành ma chủ? Tà ma nữ, chỉ có những người lớn mạnh, thủ lĩnh của hàng tỷ tà ma mới có tư cách được gọi là ma chủ. Ngô Bình biết tà ma sống theo bầy đàn, sự tồn tại của ma chủ tương tự như kiến chúa hoặc ong chúa. Khác biệt ở đây là ma chủ có thể nô dịch và sai khiến hàng trăm triệu tà ma cấp thấp. Ngô Bình, tất cả các tà ma của các ngươi đều ở trong thế giới tà ma. Tà ma nữ, có vài tà ma đã thâm nhập vào thần tộc, loài người và các tộc khác, những gì các anh nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng thôi. Ngô Bình không hỏi nữa, anh vung tay lên. Tà ma này bị thiêu đốt, lập tức biến thành tro. Lý Hoàng Đào run giọng hỏi, anh, tà ma chết rồi à? Ngô Bình nói, Hoàng Đào, mọi chuyện đều có mức độ, cậu thích hưởng thụ không sai nhưng trầm mê quá độ thì vẫn nên tìm chuyện gì khác mà làm đi. Chuyện hôm nay là cú sốc rất lớn với Lý Hoàng Đào, cậu ta ra sức gật đầu, anh ơi, anh tìm chuyện gì đó cho em làm đi. Ngô Bình, quan tâm đến con dân trên đất phong nhiều hơn đi. Ừ, em nhất định sẽ làm được.
Lúc này người phụ nữ tên Ngọc Dung đã tỉnh, nhưng tinh thần rất kém. Ngô Bình chỉ vào trên người cô ta, tinh thần cô ta lại hồi phục như lúc đầu, không để lại di chứng gì. Nói chuyện thêm một lúc nữa, Ngô Bình quay về Hoàng Cung bắt tay vào việc lĩnh hội cửu đỉnh. Lúc này cửu đỉnh được liên kết thành một thể, thân là chân hoàng và đại thánh, với trí tuệ của anh không khó để hiểu được cửu đỉnh. Không lâu sau anh nhận ra cửu đỉnh đã được làm thành một bộ pháp khí, anh có thể sử dụng nó để mở một cánh cửa thời không. Nhưng nghiên cứu kỹ lại thì phát hiện trong cửu đỉnh đều có ẩn chứa một không gian bí ẩn, hơn nữa những không gian này chưa từng được mở. Cửu đỉnh này có nguồn gốc từ thiên vực, mỗi một đỉnh tượng trưng cho nền văn minh của một kỷ nguyên, đó là vu đỉnh, tiên đỉnh, minh đỉnh, thần đỉnh, yêu đỉnh, hoàng đỉnh, chú đỉnh, ma đỉnh, hư đỉnh. Cửu đỉnh được phát hiện bởi Đại Hạ, nhưng cả Đại Hạ và các quân chủ Đại Thương sau đó đều không giải mã được bí ẩn của cửu đỉnh. Tương truyền, chỉ có tập hợp đủ cửu đỉnh, hơn nữa là người có tư chất siêu phàm mới có cơ hội mở được cửu đỉnh, lấy được truyền thừa trong đó. Anh sử dụng nhìn thấu vạn vật, qua một lần thăm dò, anh nhận ra muốn mở cửu đỉnh ra thì phải tiến hành theo tuần tự, mà cái anh muốn mở đầu tiên chính là hư đỉnh, một trong cửu đỉnh. Hư đỉnh này lơ lửng trước mặt anh, bề ngoài đỉnh mang hơi hướng cổ xưa, u tối không chút ánh sáng. Ngô Bình vươn tay gõ vào đỉnh vài cái, hư đỉnh bỗng nhiên tỏa ra những bùa chú huyền diệu, chúng xoay quanh, sắp xếp theo từng nhóm, thay đổi liên tục. Ngô Bình dùng hai tay di chuyển bùa chú, qua nửa ngày, cuối cùng một bùa chú bay đến vị trí đúng có của nó. Bỗng nghe một tiếng rắc, hư đỉnh bỗng vặn vẹo, biến thành một cánh cổng lớn. Ngô Bình nhìn cánh cổng, Lý Thiên Ngoại đột nhiên xuất hiện trước mặt, nói, đây là cánh cổng Thái Hư lưu lại từ kỷ nguyên Thái Hư, bên trong có sức mạnh và truyền thừa để lại từ kỷ nguyên Thái Hư, nó rất có ích cho tôi. Ngô Bình, đúng là có ích cho ngươi, vậy thì ngươi đi vào đi. Lý Thiên Ngoại, tôi sẽ chia một nửa lợi ích cho anh. Nói rồi, chớp mắt nó đã lao vào trong cánh cổng Thái Hư. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục mở hoang đỉnh. Đã có kinh nghiệm lần đầu nên anh rất nhanh đã mở được cánh cổng thứ hai, cánh cổng hoang cổ. Ngay sau đó, cánh cổng chú văn, cánh cổng yêu hồn, cánh cổng ma đạo, cánh cổng thần và các cổng khác đều lần lượt xuất hiện. 9 cánh cổng đều mở ra, Ngô Bình phát hiện giữa 9 cánh cổng này lại hình thành một cánh cổng thứ 10. Cánh cổng thứ 10 này lớn hơn một chút, bên trong tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, ẩn chứa sức mạnh vừa huyền diệu vừa hùng mạnh. Anh chợt suy nghĩ trong lòng, lập tức đi vào trong. Đây là một không gian kỳ lạ, 9 loại năng lượng huyền diệu dung hợp với nhau bằng một phương thức rất thần kỳ. Anh mở thần hải, bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng này, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ năng lượng của không gian này đều bị anh hấp thụ sạch sẽ. Năng lượng đi vào thần hải, một phần chuyển vào sào huyệt tà ma, một phần khác thì được thân thể và thần hồn anh hấp thụ. Đợi đến khi anh ra ngoài, quay lại thì phát hiện cánh cổng thứ 10 đã biến mất, anh khẽ nhíu mày, rốt cuộc những năng lượng là thứ gì? Không lâu sau, Lý Thiên Ngoại từ bên trong cánh cổng thứ nhất đi ra, hơi thở của nó trở nên rất mạnh, nói, sức mạnh Thái Hư, quả nhiên rất mạnh, hư thật tương sinh, hư là thực, thực là hư, kỳ diệu. Ngô Bình, ngươi còn muốn vào cánh cổng thứ 2 không? 9 cánh cổng này, ta đều mở cả rồi. Lý Thiên Ngoại thản nhiên nói, đi thì đương nhiên muốn đi, nhưng trước đó, tôi muốn làm một chuyện. Ngô Bình nhìn nó, ồ, tưởng, ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Ngoại là cái tên Ngô Bình đặt cho nó, vốn dĩ tên của nó là tượng, có thể bắt chước được mọi thứ. Tượng nói, sức mạnh mà tôi có được cực kỳ mạnh, hơn nữa nó cũng thuộc về vũ trụ này. Cho nên, Ngô Bình hỏi. Tượng. Hiện tại tôi có thể dễ dàng tiêu diệt ý chí của anh, sau đó chiếm lấy thân thể anh. Ngô Bình không hề kinh ngạc chút nào, lại càng không tức giận, anh nói, ngươi vẫn luôn lên kế hoạch. Tượng, không sai, tôi không làm, chỉ là vì thực lực tôi chưa đủ. Ngô Bình, ngươi thấy hiện tại ngươi có thực lực rồi. Tượng, không sai. Nó nói xong, đột nhiên hóa thành một luồng sáng, bay về phía Ngô Bình. Luồng sáng này vừa tiếp xúc với Ngô Bình thì sức mạnh trong thần hải bỗng nổ tung, hóa thành hình dáng một con thú khổng lồ, một ngụm nuốt chửng tượng. Tượng sau khi bị nuốt chửng,
chỉ trong chớp mắt nó đã bị năng lượng này tiêu hóa, chia thành rất nhiều năng lượng vi mô cực nhỏ, một phần thì chuyển cho Ngô Bình, một phần thì đưa vào trong xào huyệt tà ma. Xào huyệt tà ma liên tục hấp thụ năng lượng cấp cao, bắt đầu tăng cấp lần thứ hai, từ xào huyệt cấp 5 tăng lên xào huyệt cấp 6. Vẻ mặt Ngô Bình vô cảm, lạnh nhạt nói, mùi vị không tệ. Sức mạnh hình dáng con thú khổng lồ lúc này há miệng hít một hơi, trong 8 cánh cổng còn lại, lần lượt có một luồng năng lượng phóng ra. Lúc này, sức mạnh trong 9 cánh cổng đều bị nó hấp thụ toàn bộ, nó cũng dần dần quay về trong thân thể anh, biến thành một con cá lớn 9 sắc, bay tới bay lui trong thần hải. 9 cánh cửa, lại khôi lại thành hình dáng 9 đỉnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua chỉ là bí mật nòng cốt trong nội bộ bọn nó đã không còn tồn tại. Lấy hết 9 đỉnh, Ngô Bình lấy ra mấy là bố chú, liên lạc với Đế Tân. Ban đầu, giữa anh và Đế Tân đã có thỏa thuận, hiện tại anh tập trung 9 đỉnh thì có thể đưa cho ông ấy. Bây giờ anh và Đế Tân đã không còn là người kém hiểu biết như lúc đầu, anh cũng không ôm hy vọng gì về chuyện này, chỉ là muốn thử một chút. Đế Tân thân là ma chủ, chắc chắn hiểu rất rõ về tình hình bên phía tà ma. Chuyện không ngờ chính là, lá bùa bỗng lóe sáng, từng bóng dáng mơ hồ xuất hiện trước mặt Ngô Bình, chính là một hóa thân của Đế Tân. Đế Tân nhìn Ngô Bình, nói quả nhiên tôi không nhìn nhầm cậu, cậu bây giờ đã là cao thủ đỉnh cao. Ngô Bình, 9 đỉnh mà ông muốn, cuối cùng cũng đã tìm đủ rồi, ông còn cần không? Mắt Đế Tân sáng lên, tìm được 9 đỉnh rồi sao? 9 đỉnh này có thể mở được kho tàng của Đại Hạ và Đại Đế, nó vẫn có tác dụng rất lớn đối với tôi. Ngô Bình, tôi muốn hỏi thăm ông một chút, tà ma các ông đang lên kế hoạch gì, tiến quân đến Đại Lục Hồng Hoang, kiểm soát toàn bộ nhân tộc. Đế Tân lạnh nhạt nói, tà ma chỉ là muốn giành lấy không gian sinh tồn của mình mà thôi. Ngô Bình ngẩn người, giành lấy không gian sinh tồn, các người muốn xuất hiện, chẳng lẽ không phải vì phụ thể sao? Đế Tân, phụ thể đúng là có lợi cho tà ma, nhưng đó không phải là điều tất yếu. Tà ma sau khi trải qua quá trình tu luyện, cũng có thể có được thực thể của mình, tà ma mạnh cũng không khác gì nhân tộc, chẳng qua chỉ là thực lực mạnh hơn mà thôi. Ngô Bình, ý ông là, nhân tộc không cho phép tà ma các ông tồn tại ở thế gian, cho nên các ông mới muốn lộ diện phản kháng. Đế Tân, không sao. Đương nhiên, tà ma có đặc tính hung hăng mạnh mẽ, sau khi tà ma cấp thấp xuất hiện, tất nhiên phải bám vào nhân tộc. Bởi vì như vậy thì sẽ dễ trở nên mạnh hơn. Ngô Bình trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ban đầu tôi hỏi ông, tà ma sinh ra thế nào, ông không nói cho tôi, vậy bây giờ ông có thể nói rồi chứ? Đế Tân, thời đại Thiên Quốc, có nhà họ Viêm. Nhà họ Viêm có một vị thiên tài, tên Viêm Liệt, thông qua nghiên cứu anh ta phát hiện, dung hợp thân thể của ma và linh hồn của người thì có thể tạo ra tà ma mạnh mẽ. Tà ma lúc đó gọi là tà ma đời đầu. Ngô Bình nhíu mày, thì ra là vậy. Đế Tân, nhưng phải tìm được cách đúng, thần hồn thích hợp với thể chất hùng mạnh của ma tộc quá khó tìm, sau này dần dần hạ thấp yêu cầu, thông qua việc tạo ra oan hồn lệ quỷ sau đó dung hợp với thân thể ma đạo, tạo ra tà ma cấp thấp. Toàn bộ những gì cậu thấy bây giờ, chính là tà ma cấp thấp đời sau. Ngô Bình, thực lực tà ma đời đầu thế nào? Đế Tân, rất mạnh, ở cùng cảnh giới. Tà ma còn mạnh hơn với thái cổ chân nhân và thần tộc, cho nên Thiên Quốc dốc hết sức nghiên cứu, đầu tư mạnh tay, tạo ra hàng loạt tà ma, phong ấn bọn nó trong một thời không thần bí kiên cố, cũng chính là ở thế giới tà ma. Ngô Bình, tà ma thời đầu còn tồi tại không? Đế Tân, gần như đều chết cả rồi, nhưng tốc độ sinh sản của tà ma rất nhanh, hiện tại số lượng tà ma ở thế giới tà ma đã hơn 100 tỷ. Chỉ là trong đó tài nguyên có hạn. Tà ma sinh ra đời sau không bằng đời trước, càng lúc càng yếu. Ngô Bình, cho nên các ông mới muốn ra ngoài, giành lấy không gian sinh tồn lớn hơn. Đế Tân, không sai. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi, chính là Đế Quốc Thiên Võ. Tôi nghe nói, cậu chính là hoàng đế của Đế Quốc Thiên Võ. Ngô Bình thở dài, các ông có thể đổi nơi khác không? Đế Tân, kế hoạch đã định, không thể thay đổi. Nhưng... tôi có thể hợp tác với cậu. Ngô Bình, ông muốn hợp tác thế nào? Đế Tân, chỉ cần cậu có thể dành ra một khu vực và hứa sẽ không tấn công các tà ma xâm nhập vào,
tôi có thể khiến đại quân tà ma bỏ qua đế quốc thiên võ, chuyển sang tấn công khu vực khác. Ngô Bình, khu vực mà ông muốn nhất định phải có đủ dân cư đúng không? Đế Tân, dân cư tốt nhất không dưới chục tỷ. Ngô Bình cười lạnh, ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Đế Tân, chống lại tà ma, cậu không có phần thắng, chi bằng hợp tác với tôi, như vậy đều có lợi cho đôi bên. Ngô Bình, chỉ bằng như vậy, ông dẫn tà ma quy phục tôi có thể độ hóa bọn họ. Đế Tân nhìn anh, xem ra, không đến đường cùng, cậu sẽ không chết tâm. Ngô Bình, người không hợp nhau, chín đỉnh đưa cho ông đi được rồi. Đế Tân nhận lấy chín đỉnh, nói ân tình này tôi sẽ nhớ lấy, sau này nếu cậu bị tôi bắt được, tôi có thể tha cho cậu con đường sống. Nói rồi, bóng người mơ hồ biến mất không thấy dấu, mang theo chín đỉnh. Ngô Bình đứng một lúc, trong đầu đã định vị được vị trí của chín đỉnh. Thì ra, anh đã để lại cấm chế trên chín đỉnh, anh dựa vào cấm chế này là có thể tìm được chín đỉnh dễ dàng. Nếu tà mà sớm muộn gì cũng tấn công đế quốc thiên võ, vậy thì cứ đánh đòn phủ đầu trước. Nói xong, anh đã biến mất. Sau đó, anh đến một lốc xoáy thời không. Lốc xoáy này nằm trong đế quốc thiên võ, có thể đi vào thế giới tà ma thông qua nó. Thân hình anh chớp lóe, biến hóa thành hình dáng tà ma, thân thể hư hư thực thực, lao vào trong lốc xoáy. Thân thể di chuyển lên xuống, nửa khắc đồng hồ sau, anh rơi xuống một vùng hoang vắng, mặt đất xám xịt, bầu trời thì đỏ như máu. Nơi này không có linh khí, trong không khí ngập tràn mùi hôi thối nhàn nhạt. Nơi này chính là thế giới tà ma, ban đầu lúc anh trấn thủ lối vào, đã từng tiến vào trong thế giới tà ma chém giết rất nhiều tà ma. Anh cảm ứng xung quanh, biết được vị trí chín đỉnh, mà nơi đó ắt hẳn cũng là đại cung của Đế Tân. Đang định đi tìm Đế Tân, thì trước mặt có một đám tà ma lao đến, ước chừng hơn 100 tên, đều là tà ma cấp thấp. Dáng vẻ những tà ma này đều rất kỳ quái, hình dáng kiểu gì cũng có, bọn họ nhìn thấy Ngô Bình thì đều bị hơi thở tà ma cấp cao của Ngô Bình dọa sợ, đều quỳ xuống đất, vẻ mặt kinh sợ, như đang đợi chuyện gì đáng sợ xảy ra. Thế nhưng quỳ một lúc cũng không thấy tà ma cao cấp này ăn sạch bọn chúng, mấy tà ma kia rất hiếu kỳ, ngẩng đầu quan sát anh. Ngô Bình cũng từng tiếp xúc mấy lần với tà ma, đương nhiên biết phải giao lưu thế nào, anh hỏi các ngươi đang đi đâu. Một tà ma có hình dáng một cô gái xinh đẹp nói, bẩm đại nhân, phía trước có vị đại nhân cần bổ sung năng lượng, chúng tôi đến cung cấp thức ăn cho ông ấy. Ngô Bình khẽ nhíu, anh hiểu loại sinh linh như tà ma, có thể ăn đồng loại để nâng cao thực lực nhanh chóng. Anh hỏi, thực lực ông ta mạnh hơn tôi sao? Các tà ma đều nói, vị đại nhân kia có cả trăm ma binh làm thuộc hạ, thực lực không bằng đại nhân đây. Ngô Bình nói, ừ, đưa ta đi gặp ông ta. Cứ như vậy, anh đi theo đám tà ma, đến một đại cung của đại quân tà ma. Người vừa đến, bọn họ đã bị đám binh sĩ tà ma đưa vào trong một lều trại lớn. Trong lều lớn, có một võ tướng ngồi nghiêm chỉnh, vóc dáng cao hơn 10 thước, eo chừng 5 thước, trông rất cao lớn, ông ta nhìn thấy nhóm Ngô Bình đến thì nói, qua đây. Một tà ma tiến lên, ông ta há miệng đã hút tà ma hình dáng cô gái yêu kiều vào miệng, miệng vừa cử động đã ăn sạch sẽ, còn vang lên tiếng kêu thảm khe khẽ. Ngô Bình cảm thấy thực lực tà ma này, thấp nhất cũng là cấp bậc đạo quân, anh cũng giả vờ há miệng, hút ông ta vào trong động thiên. Sau đó đi vào trong xào huyệt tà ma. Xào huyệt tà ma hiện tại đã đạt đến cấp 6. Xào huyệt tà ma cấp 6 có rất nhiều công năng, ví dụ nó có thể tan rã tà ma thành dịch dinh dưỡng, nuôi dưỡng tà ma có tiềm lực sinh trưởng tốt nhất. Tà ma này vừa vào, đã bị phân giải thành năng lượng cơ sở, sau đó cung cấp cho các đệ tử Côn Luân kiếm cung, để cải thiện thực lực và tố chất của bọn họ. Luyện hóa xong một tà ma, Ngô Bình cảm thấy hiệu quả không tệ. Anh lập tức không còn khách khí, trực tiếp sử dụng thánh vực, khống chế toàn bộ hơn 100 vạn tà ma nơi này, đều đưa vào trong xào huyệt tà ma phân giải. Chỉ sau vài phút đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ khu vực không tìm thấy một tà ma nào nữa. Tà ma bị phân giải, chuyển hóa thành các loại năng lượng, trở thành dịch dinh dưỡng nuôi dưỡng các đệ tử Côn Luân kiếm cung. Chuyện chính gấp rút, sau đó anh bay đến gần vị trí chín đỉnh. Đây là một tòa thành khổng lồ. Xung quanh rải rác các tòa thành khác.
Tà ma là sinh linh có tập tính bầy đàn, ý thức bầy đàn rất mạnh, ý thức cá thể thấp. Ví dụ tà ma mạnh, muốn ăn tà ma nhỏ, tuy tà ma yếu sợ hãi nhưng sẽ không bỏ chạy hoặc phản kháng, mà sẽ ngoan ngoãn bị nuốt sạch. Anh đi vào trong thành, phát hiện tà ma nơi này có rất nhiều tà ma trung cấp, cũng có không ít tà ma cao cấp, bọn họ sở hữu thực thể, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Sau đó, anh biến thành hình dáng của Đế Tân, đi thẳng đến nơi để chín đỉnh. Đây là một tòa cung điện, anh vừa đi vào, một đám tà ma đã quỳ xuống đất bái kiến ma chủ. Anh ừ một tiếng, đi thẳng vào đại điện, chính đỉnh kia đều để bên trong này. Anh vừa xuất hiện thì một người từ bên cạnh bỗng đi ra, chính là Đế Tân. Quả nhiên cậu đã đến rồi, ông ấy lạnh nhạt nói. Ngô Bình nói, ông biết tôi sẽ đến. Đế Tân, cấm chế cậu đặt trên chín đỉnh tuy rất bí mật, nhưng không thoát được ánh mắt tôi. Ngô Bình, nếu đã bị ông nhìn thấy thì tôi cũng nói thẳng vậy. Hiện tại ông có hai con đường có thể đi, thứ nhất là bị tôi kiểm soát, làm việc cho tôi. Thứ hai, bây giờ tôi sẽ giết ông. Đế Tân cười lạnh, cậu biết tại sao tà ma lại mạnh đến mức khiến thần tộc cũng kiêng dè không? Ngô Bình, tại sao? Đế Tân, bởi vì tà ma có thể đồng sinh cộng tử. Thứ cậu phải đối mặt, không phải là Đế Tân tôi, mà là toàn bộ tà ma thuộc hạ của tôi. Đừng nói là cậu, cho dù là Thánh Hoàng đến đây, cũng phải chết ở đây. Vậy sao? Ngô Bình mặt không biến sắc, anh vươn tay ra nắm. Một bàn tay chín sắc lóe sáng xiết lấy Đế Tân. Bàn tay chín sắc chính là sức mạnh trong cánh cổng thứ 10 khi mở chín đỉnh kia, sở hữu sức mạnh hấp thụ sức mạnh khác. Bàn tay vừa nắm lấy đã siết chặt Đế Tân. Đế Tân kinh sợ, liều mạng phản kháng, cũng sử dụng sức mạnh từ những tà ma khác. Thế nhưng không có tác dụng gì, chưa đến 2 giây ông ấy đã bị bàn tay kia siết chặt, sau đó kéo vào trong thần hải của Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, Đế Tân, bây giờ ông có nguyện ý phục tùng tôi không? Đế Tân tức giận nói, mơ đi, Đế Tân tôi cả đời không khuất phục, nếu tôi không chết, nhất định sẽ giết sạch toàn bộ người đế quốc thiên võ, hóa thành ma tất. Ngô Bình khẽ thở dài, ra lệnh cho ánh sáng chín sắc phân giải Đế Tân, chuyển hóa ông ấy thành năng lượng cơ bản, chuyển vào trong sào huyệt tà ma. Đế Tân vừa chết. Anh khẽ thở dài, ông với tôi nói thế nào cũng có chút tình nghĩa, nhưng nếu ông đã phản kháng đến cùng, vậy tôi chỉ có thể tiêu diệt ông thôi. Nói xong, anh vươn tay vào không trung, trên không bỗng xuất hiện cánh cổng thời không, phía sau cánh cổng đó chính là sào huyệt tà ma. Khí tức sào huyệt vừa phóng ra, toàn bộ tà ma đều kích động, đồng loạt lao vào trong cánh cổng thời không. Sào huyệt tà ma cấp 6 có thể chứa được hơn chục tỷ tà ma. Nhưng tà ma này vừa đi vào thì đã bị vách ngăn tinh thể phân giải thành dịch dinh dưỡng. 1.000 đệ tử Côn Luân Kiếm Cung vốn không thể nào tiêu hao hết nhiều năng lượng đến thế, vì vậy anh đã điều 100.000 linh binh ra, để họ vào trong sào huyệt, nâng cấp bản thân. Cửa thời không tồn tại trên không trung 3 ngày, trong thời gian đó có 15 tỷ tà mà bất chấp tất cả xông vào trong, kết quả đều bị phân giải hết. Phần lớn năng lượng sau khi phân giải được cung cấp cho 100.000 linh binh. Hôm nay anh cảm thấy có vô số luồng năng lượng mạnh tiến lại gần mình, anh lập tức đóng cửa không gian, rời khỏi thế giới tà ma. Lúc về đến đế quốc thiên võ, anh phát hiện tất cả các lốc xoáy liên kết với các thế giới tà ma đều bỗng dưng biến mất, có vẻ như các tà ma cấp cao cảm nhận được nên đã tạm thời đóng cửa vào thế giới tà ma. Sau khi quay lại, Ngô Bình quan sát sự thay đổi của linh binh của anh đã vô cùng hoàn mỹ. Nhưng khi được bồi bổ bởi mấy chục tỷ tà ma thì đã bắt đầu lột xác và nâng cấp hơn. Cuối cùng, 1.000 đệ tử Côn Luân Kiếm Cung trước đó cũng xuất quan, thực lực của họ vượt xa so với trước đây, tốc độ tu luyện tăng lên thần tốc. So là thì tốc độ nâng cấp của linh binh chậm hơn một chút, năng lượng phân giải từ các tà ma quá nhiều, ít nhất thì họ cũng phải mất một tháng để hấp thụ. Vì năng lượng quá nhiều nên anh lại chọn ra 300.000 cấm quân. Thả vào trong sào huyệt của tà ma, nâng cao thực lực của họ. Cùng lúc đó, Ngô Bình lại tiếp tục xây dựng đường tiên, tốc độ lĩnh ngộ truyền thừa trong cửu đỉnh của anh tăng rất nhanh. Sau một tháng, 100.000 linh binh xuất quan, đến giờ, thực lực của bất cứ linh binh nào cũng đều là đạo quân thiên ngoại, 100.000 linh binh tương đương với binh đoàn 100.000 đạo quân hùng mạnh, nghĩ thôi cũng biết thực lực đáng sợ thế nào.
Sau một tháng nữa, 300.000 cấm quân cũng đã xuất quan, thực lực của cấm quân đương nhiên không bì được với linh binh nhưng cũng đều là chân tiên thiên ngoại. Đế quốc Thiên Võ có nhiều cao thủ như thế xuất hiện thì thực lực được nâng lên rất cao, chuyện này khiến Ngô Bình yên tâm rất nhiều. Mấy ngày sau khi sắp xếp xong việc nhà, anh đã đến Đại Thế Giới Thái Thanh. Không còn mấy ngày nữa là đến Đại Hội Thượng Thanh 100 năm mới tổ chức một lần và anh là người nắm giữ vé vào duy nhất của Thái Thanh Tiên Giáo nên anh phải đến sớm. Lão Tổ Huyền Đô và Đạo Tổ Phiêu Diêu đang đứng đợi Ngô Bình, khi thấy Ngô Bình xuất hiện thì Lão Tổ Huyền Đô nói, Huyền Bình, ngày mốt đã là Đại Hội Thượng Thanh rồi, con cầm lấy lá bùa này, ngày mai đến Đại Thế Giới Thượng Thanh đi, đến đó tự khắc sẽ có người hướng dẫn con. Ngô Bình nhận lấy lá bùa, cất cẩn thận rồi hỏi, Sư Tổ, Đại Thế Giới Thượng Thanh có nhiều cao thủ đến thế, tại sao không cho người xuống đây? Lão Tổ Huyền Đô cười, nói, giống như người của Đại Thế Giới Thái Thanh muốn đến Đại Thế Giới Thượng Thanh vậy, người của Thượng Thanh cũng muốn đến Đại Thế Giới Ngọc Thanh cao cấp hơn. Ngô Bình, vậy người của Đại Thế Giới Ngọc Thanh không chịu ra ngoài sao? Lão Tổ Huyền Đô, đương nhiên là có người ra ngoài chứ, có điều thứ mà họ theo đuổi đã vượt ngoài thế tục. Vì vậy họ không thích quan tâm đến chuyện bên ngoài cho lắm. Đương nhiên, cũng có thể do thời cơ chưa chín mùi, đợi thời cơ chín mùi thì biết đâu đám cao thủ đó sẽ ra khỏi núi làm việc. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, Ngô Bình cầm theo lá bùa, được đám người Lão Tổ Huyền Đô đích thân tiễn đến cổng vào Đại Thế Giới Thượng Thanh, cổng Thượng Thanh. Trước cổng Thượng Thanh, Lão Tổ Huyền Đô nói, Huyền Bình, đến đó nhất định phải cẩn thận, bảo vệ tính mạng mới là chuyện quan trọng. Không có giải cũng không sao, không đến được đường đến chân thánh cũng không sao, nhưng nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót thì con người mới có hy vọng, chết đi thì mọi thứ đều thành hư vô. Ngô Bình cười, nói, Sư Tổ, muốn con chết đâu phải chuyện dễ gì. Phiêu Diêu, Huyền Bình, giữ mạng quan trọng nhất, đi đi. Ngô Bình bước vào cổng Thượng Thanh, ánh sáng lóe lên, anh liền biến mất. Lúc này, có một bóng người xuất hiện, đó là Vương Mẫu. Bà ấy đã đến từ rất sớm, chỉ là không ra mặt mà thôi, để tránh việc Ngô Bình cảm thấy đường đột. Lão Tổ Huyền Bình, Vương Mẫu, bà nghĩ Huyền Bình có thể lấy được giải gì? Vương Mẫu, tôi cũng không dám nói bừa, lần này trong những người đến tham gia Đại hội Thượng Thanh có không ít chân tu kỳ tài thiên ngoại. Lão Tổ Huyền Đô, chỉ cần thằng bé có thể sống sót thì tôi đã mãn nguyện rồi. Không cần phải thành công cỡ nào. Vương Mẫu nói, nhưng tôi cảm thấy nhất định xếp hạng của Huyền Bình sẽ không quá thấp, dù không lọt vào top 10 thì cũng nhất định có thể vào được top 20. Lão Tổ Huyền Đô, điều mà tôi quan tâm không phải việc tỷ võ ở Đại hội Thượng Thanh mà là có người hại thằng bé ngoài đại hội. Vương Mẫu, tôi cũng thấy hơi lo lắng, nhưng chỗ đó là Đại Thế Giới Thượng Thanh, có cao thủ 8 kỷ nguyên trấn thủ, chúng ta không thể can dự. Lão Tổ Huyền Đô, đúng vậy, vì vậy tất cả đều phải trông vào vận may của Huyền Bình. Khi Ngô Bình vào cửa Thượng Thanh, loáng một cái thì anh đã xuất hiện ở một quảng trường lớn, trên quảng trường có rất nhiều tu sĩ, đứng cách nhau rất xa. Anh vừa xuất hiện thì có một tu sĩ nam bước qua, anh ta mặc một chiếc áo màu vàng, tay áo có thêu một thanh kiếm nhỏ. Tu sĩ áo vàng hỏi, đưa bùa thông hành của anh cho tôi. Ngô Bình đưa lá bùa đó cho anh ta, tu sĩ áo vàng liếc sơ, vẻ mặt hơi khác lạ, thì ra là người đến tham gia Đại hội Thượng Thanh, đi theo tôi. Anh ta dắt Ngô Bình đi về đầu kia của quảng trường, đến trước mặt của một tu sĩ trung niên, anh ta giao lá bùa cho tu sĩ trung niên rồi nói, anh đi theo ông ấy đi. Ngô Bình không nghi ngờ gì, đi theo người đàn ông trung niên rời khỏi quảng trường. Ngoài quảng trường là một vùng đất hoang dã. Người đàn ông trung niên càng bay càng xa, nơi mà ông ta bay đến cũng càng lúc càng hoang vắng. Ngô Bình cảm thấy có gì đó không ổn nên đột ngột dừng lại trên đầu một ngọn núi hoang, hỏi ông định đưa tôi đi đâu. Tu sĩ trung niên dừng lại, ngoảnh lại nhìn Ngô Bình rồi cười, nói, đưa cậu về nhà. Ngô Bình, về nhà. Tu sĩ trung niên nói với vẻ mặt lạnh lùng, đời người thuộc về thiên địa chính là nhà của cậu. Tôi đưa cậu quay về với thiên địa, thế nào hả? Ngô Bình đã hiểu ra, người này muốn giết anh chau mày, nói tại sao ông lại muốn giết tôi? Tu sĩ trung niên đưa lá bùa của ông ta ra,
nói, vé vào đại hội thượng thanh quá quý giá, trên thị trường, giá trị của nó vượt qua giá trị 1.000 tỷ tiền đạo. Ngô Bình, ông giết tôi rồi tìm người mạo danh thay tôi sao? Tu sĩ trung niên cười, nói cậu rất thông minh, bây giờ cậu có thể tự sát, vậy thì cậu có thể chết một cách dễ chịu. Ngô Bình cười lạnh lùng, chỉ dựa vào ông mà cũng dám nói chuyện như thế với tôi sao? Tu sĩ trung niên, tôi biết người có thể tham gia được đại hội thượng thanh đều có thực lực không tồi, nên tôi đã có chuẩn bị từ sớm. Ông ta vỗ tay, xung quanh liền có ba tu sĩ bay đến, khí tức của ba người này đều rất mạnh. Tu sĩ trung niên cười, nói cậu xem, cả ba người này đều là thần tiên, có hai người còn là tiên vương trung kỳ, một người là tiên vương đỉnh phong. He he, để mời được họ, tôi đã phải tốn một khoản lớn đấy. Ngô Bình nói, ba vị tiên vương thú vị đấy. Thiết nghĩ trên người họ mang theo không ít tiền, giờ tôi đang thiếu tiền tiêu đây. Anh vừa thốt ra mấy lời đó thì mấy người trung niên đều ngây ra. Nhóc con, đã đến lúc này rồi mà cậu còn có tâm trạng nói những lời này sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Ngô Bình lập tức giải phóng khí tức tiên hoàng, ba tiên vương liền giật mình, đồng thời bỏ chạy ngay. Nhưng họ vừa dịch chuyển thì cơ thể đã bị giữ lại giữa không trung. Tu sĩ trung niên giật mình, nhìn Ngô Bình chằm chằm, run rẩy nói, cậu là tiên hoàng. Ngô Bình bước đến trước mặt ông ta, đưa tay vào trong không gian duy độ trên người ông ta và lấy ra một số thứ, phần lớn đều là tiền đạo, tiền thần. Tính sơ giá chỉ cũng tầm hơn 1.000 tỷ tiền đạo. Anh cất tiền rồi hỏi, bây giờ đến lượt tôi hỏi ông muốn chết thế nào? Tu sĩ trung niên hối hận khôn cùng, nói, không biết người là tiên hoàng, tiểu nhân biết tội rồi. Ngô Bình cười lạnh lùng, ông dám liên kết với người chỉ dẫn lừa người đến tham dự đại hội thượng thanh ra ngoài giết hại, ai cho ông lá gan đó. Tu sĩ trung niên đảo mắt, nói tiên hoàng, người là người thông minh, biết rằng chỉ dựa vào mình tiểu nhân thì chắc chắn không dám làm ra những chuyện thế này. Ngô Bình, vậy thì hãy nói ra người đứng đằng sau là ai đi. Người trung niên, là một thế lực mạnh nhất của đại thế giới thượng thanh. Bốp! Ngô Bình đánh một cú vào mặt ông ta, nói chuyện thì nói cho rõ ràng, nếu không tôi sẽ giết ông ngay lập tức. Người trung niên bị đánh đến mức răng cũng mẻ, một nửa gương mặt sưng tấy không nhìn ra hình dạng, ông ta che mặt nói, là thiếu tông chủ của thượng thanh tông sắp xếp cho tôi làm thế. Ngô Bình, thiếu tông chủ đó tên gì? Còn nữa, ông hại chết mấy mươi người bằng cách nào? Người trung niên, chỉ có một vị thiếu tông chủ tên là Cơ Phùng Xuân. Trước đó tôi đã gạt được hai bùa thông hành. Ngô Bình hỏi, vậy hai bùa thông hành đó đâu? Đã đưa ra ngoài rồi, kế đến sẽ dùng nó để đổi lấy huy hiệu tham gia đại hội thượng thanh, sau đó bán lại huy hiệu cho người nào cần. Ngô Bình cười nhạo, thượng thanh tông đúng là vô liêm sỉ. Anh lại hỏi, hai người đó đã bị ông giết. Người trung niên, đúng thế. Toàn bộ thi thể đều bị tiêu hủy, tiếp đó sẽ có người mạo danh để tham gia đại hội thượng thanh thay họ. Dám làm như vậy chỉ có các ông sao? Người trung niên, không chỉ bọn tôi mà còn vài thế lực nữa. Cuối cùng 60 cái tên tham gia đại hội thượng thanh này nhiều nhất chỉ có một nửa là thật, còn lại đều mà giả danh. Ngô Bình, nói thế thì bùa thông hành trong tay tôi cũng phải đi đổi thành huy hiệu trước. Đúng thế. Chuyện này phải đến cung thượng thanh. Ta thấy trên quảng trường trước đó có không ít người ra vào, chắc họ không phải đều là người tham gia đại hội thượng thanh nhỉ. Người trung niên, đa số họ đến là để làm ăn hoặc cầu tiên pháp. Đại thế giới thượng thanh có quan hệ với rất nhiều khuyên giới và thế lực thiên ngoại, vẫn luôn giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Lại hỏi thêm mấy câu nữa, anh gật đầu rồi ném cả bốn người vào xào huyệt tà ma. Sau đó phân hủy chúng thành năng lượng cơ bản. Xem ra đại thế giới thượng thanh này nguy hiểm hơn Thái Thanh nhiều. Giải quyết mấy người đó xong anh đi thẳng đến cung thượng thanh. Cung thượng thanh tọa lạc trên đỉnh núi. Trước cung điện là một bãi đất bằng phẳng rộng lớn được lát bằng ngọc tiên. Mỗi một khối ngọc tiên đều có bùa văn huyền diệu, lờ mờ tạo thành một đại trận. Ngô Bình vừa đáp xuống, ngọc tiên gần đó lập tức phát sáng. Ngay sau đó hai tu sĩ bay ra từ cung thượng thanh, họ đến trước mặt Ngô Bình nhìn anh hỏi, người đến là ai?
Ngô Bình, Lý Huyền Bình của Thái Thanh Thiên Tông đến tham gia đại hội Thượng Thanh. Hai người này nhìn nhau, người bên trái nói, tên trong danh sách của đại hội Thượng Thanh đã không còn chỗ, lần sau anh đến đi. Ngô Bình nhíu mày, đại hội Thượng Thanh có đến 60 vị trí, tôi chiếm một vị trí trong đó, sao anh có thể nói không còn chỗ? Người này cười mỉa nói, tôi nói không còn là không còn, anh mau đi đi, nói rồi hắn không kiên nhẫn xua tay. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, anh bỗng cười nhạo, các anh không cho phép tôi vào trong thật à? Người bên phải trợn to mắt, cung Thượng Thanh không phải là nơi anh có thể tự tung tự tác, cút đi. Và miệng, Ngô Bình khẽ quát một tiếng, người này giơ tay liên tiếp đánh vào miệng mình, một lát sau mặt mũi bị đánh sưng tấy, máu chảy đầm đìa, lộ ra cả xương. Người này không kiểm soát được hai tay mình, vừa đau vừa sợ kêu lên, tôi sai rồi, Thượng Tiên tha mạng. Ngô Bình mặc kệ hắn, vẫn cứ để hắn tự tát mình, sau đó nhìn người còn lại, giờ còn chỗ chứ? Người này nuốt nước bọt vội nói, có, mời đi theo tôi. Ngay khi vừa xoay người, người này bỗng thầm niệm một đoạn chú. Ngay lập tức ngọc tiên dưới chân đều sáng lên, sức mạnh đáng sợ xuất hiện, loáng thoáng đè xuống. Sau khi mở đại trận, hắn đắc ý nói, đây là đại trận Thượng Thanh, dù là đạo tôn cũng sẽ bị trấn áp. Này tên kia, anh dám chống đối với bọn tôi thì sẽ chết rất thảm. Ngô Bình, vậy à, nói rồi thánh vực của anh mở ra bao trùm lấy đại trận Thượng Thanh. Ầm ầm. Ngọc tiên được lát trên mặt đất đồng loạt nổ tung, uy lực của đại trận giảm xuống một cách nhanh chóng, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Sau đó Ngô Bình vung tay lên ném hai người này vào xào huyệt để phân giải. Sau khi tiêu diệt hai người này, anh tiếp tục đi vào cung Thượng Thanh, vừa đi đến cửa thì nhìn thấy một tu sĩ trung niên đang đứng trước cửa, ông ta lạnh lùng nói, dám ra tay với người của cung Thượng Thanh, cậu lớn gan thật đấy. Ngô Bình trợn mắt, bớt nói nhảm đi, nếu không ngay cả ông cũng sẽ bị đánh giết. Người trung niên nhíu mày, là ai cho cậu can đảm này? Anh tung ra đòn tấn công, người trung niên chưa kịp nói xong chữ đảm đã bị đánh bay vào trong cánh cổng. Cả người co lại thành một cục, sức mạnh đáng sợ bùng phát trong người ông ta, một lúc sau đã không còn hơi thở. Lại có mấy mươi người lao ra từ trong điện, thấy Ngô Bình hung hăng bá đạo, một đòn đã đánh chết người gác cổng. Hai người trước đó gần như cũng lành ít dữ nhiều. Một ông lão trầm giọng nói, vị đạo hữu này, cậu vừa giết người gác cổng của Thượng Thanh Tông. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi đến đổi huy hiệu, người này lại không cho tôi đổi. Lẽ nào các người nghĩ mình có thể một tay che trời thật sao? Ông lão đè nén cơn giận, ông ta nhìn Ngô Bình nói, đạo hữu, nếu bây giờ cậu ra ngoài, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngô Bình híp mắt, ông già, ông đang uy hiếp tôi đấy à? Ông lão trầm giọng nói cho cậu biết, trong cung có cường giả kỷ nguyên chấn giữ, cậu mà còn không đi thì biết tay. Ngô Bình, vậy à? Bảo cường giả kỷ nguyên đó ra đây, tôi muốn gặp ông ta. Nói rồi anh lấy thiên vu huyết đao ra, khí tức hủy diệt đáng sợ đó bao trùm lấy cả đất trời, mọi người đều biến sắc. Ngô Bình nói rõ từng câu từng chữ, nếu cường giả đó không ra thì tôi sẽ một đao chém cung Thượng Thanh. Cơ thể anh biến thành người khổng lồ hàng vạn trượng, thiên vu huyết đao trong tay cũng dài mấy vạn trượng, khí tức đáng sợ khiến trời đất đổi sắc. Sao trăng mất ánh sáng? Đạo hữu, bỗng có một giọng nói vang lên từ trong cung Thượng Thanh. Thanh đao của Ngô Bình dừng giữa không trung, cười nhạo nói, ông ra đây nhận một đao của tôi, nếu ông có thể đỡ được thì tôi sẽ quay đầu đi, không tham gia vào đại hội Thượng Thanh nữa. Người trong cung khẽ thở dài, không ngờ trên đời này lại có cường giả như thế, mọi người mau đổi huy hiệu cho vị đạo hữu này, chúng ta không chọc vào người này nổi đâu. Mọi người nhìn nhau, cái người trong cung đó là cường giả sống hai kỷ nguyên, thế mà lại nói là ông ta không chọc vào người này nổi. Ông lão không còn cách nào khác chỉ đành thấp giọng nói, vâng. Ông ta nói với Ngô Bình, đạo hữu, mời đi theo tôi. Ngô Bình thu lại thân pháp rồi đi theo ông lão vào cổng, đi đến một đại sảnh. Trong đại sảnh, ông lão nhận lấy bùa thông hành của anh, sau đó lấy một huy hiệu màu vàng từ chiếc hộp bên cạnh ra. Bên trên huy hiệu có khắc những bùa văn phức tạp. Ngô Bình nhận lấy huy hiệu,
sau đó đi đến cạnh chiếc hộp, một quyền đánh nát chiếc hộp, vươn tay bắt lấy 6 huy hiệu rồi cho vào túi. Ông lão kêu lên, cậu đang làm gì thế? Ngô Bình cười mỉa, không được sao. Trước đó các ông không cho phép tôi đổi huy hiệu, những thứ này đều là đồ bồi thường. Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài. Người lên tiếng lúc nãy trầm giọng nói, đạo hữu dừng bước. Ngô Bình không dừng lại, lấy nhánh cây của dì Liễu ra, lạnh nhạt nói, phía sau ông đây cũng có chỗ chống lưng đấy, nếu các người không phục thì tôi sẽ đấu với các người đến cùng. Nhánh cây toát ra khí tức đáng sợ, đây là cường giả đã trải qua ít nhất 5 kỷ nguyên mới có được khí tức này. Đối phương im lặng một lúc rồi nói, không tiễn. Ngô Bình cười khẩy bước ra khỏi cánh cổng, đi được mấy trăm mét, anh cảm thấy không thoải mái bèn xoay người chém một đao. Một tia đao quang khủng khiếp, dài cả ngàn trượng chém mạnh vào cung thượng thanh. Ầm. Cung thượng thanh phát ra tia sáng chặn đao quang lại, nhưng cung điện rung chuyển dữ dội, trên tường đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ngô Bình phun nước bọt xuống đất nói, đợi tôi trở thành cường giả kỷ nguyên chắc chắn sẽ quay lại chỉnh đốn các người. Đám người đó đều chạy ra, nghe Ngô Bình nói thế, ai nấy đều tức phì phò, ông lão đó cũng run lên, quá đáng thật chứ, kiêu ngạo quá rồi đấy. Cường giả kỷ nguyên kia trầm giọng nói, đừng chọc vào hắn ta nữa. Thực lực của người này không hề thua ta, với lại sau lưng có cường giả ngũ kỷ nguyên. Sự bức bối trong lòng Ngô Bình tiêu tan, anh vừa vác thiên vu huyết đao vừa đi một cách nghênh ngang. Nghĩ đến việc trên người còn có 6 cái huy hiệu. Anh lẩm bẩm, mấy cái huy hiệu này chắc có thể bán đi lấy tiền nhỉ. Nghĩ đến trước đây, người tu sĩ trung niên kia nói một cái huy hiệu đáng giá 10.000 tỷ tiền đạo, không biết là thật hay giả. Anh mở mạng tiên, đăng huy hiệu lên đó. Chỉ trong chốc lát, anh đã nhận được vô số thông báo, đều là hỏi thăm giá cả, thậm chí có người còn yêu cầu gặp mặt ngay. Ngô Bình suy ngẫm một chút rồi trực tiếp giao giá 10.000 tỷ tiền đạo. Khi giá vừa được tung ra, người mua có tư cách tham gia đấu giá lập tức giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại hơn 100 người. Bởi vì số tiền trong tài khoản ít hơn 10.000 tỷ tiền đạo sẽ không có tư cách tham gia. Nói cách khác, hơn 100 người này đều có ít nhất 10.000 tỷ tiền đạo trên mạng tiên. 10.000 tỷ tiền đạo là khái niệm gì? Tương đương với giá trị tạo ra do một đại quân, mỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ cho bạn trong 100.000 năm. Hoặc là giá trị do 100.000 đạo quân làm việc liên tục cho bạn trong một năm. Bắt đầu đấu giá, mỗi lần tăng giá thì đều không ít hơn 100 tỷ tiền đạo, vì thế giá cả tăng lên liên tục, 10.500 tỷ, 11.000 tỷ, 12.000 tỷ, cuối cùng huy hiệu được một người chốt với giá trên trời 12.300 tỷ tiền đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.